Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 66. Bên trên truyền tống ngọc đài lẳng lặng nằm một đạo bóng người, không, nói cho đúng là một cỗ thi thể, trên người không có bất kỳ sinh cơ ba động nào. Kẻ kia không phải cùng Ngô lão đầu bước vào truyền tống ngọc đài sao? Có người nhận ra thân phận cỗ thi thể kia, chính là áo xám lão giả bị Tiêu Phàm chém giết. Nếu như không phải hắn dầm dĩ nhiều nhất, Tiêu Phàm cũng không giết chết hắn. Hay cho Tu La Điện Chủ, hắn thậm chí ngay cả công thần chiến hồn đại lục đều dám giết. Người áo đen ngữ khí càng ngày càng băng lạnh. Rất nhiều người không biết lời người áo đen này là có ý gì, nhưng cũng có một chút người biết chuyện, trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ bực tức. Chiến thần điện yêu cầu tất cả người đột phá chiến thánh trung kỳ hướng vào thần kiếp chi địa, cũng không chỉ là đơn giản ép buộc, mà là để bọn hắn đi thần kiếp chi địa ngăn cản dị tộc. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong có thể sống sót, hoặc nhiều hoặc ít giết không ít dị tộc, người như vậy xác thực được cho là công thần. Đại nhân, nếu không lại để cho một số người đi dò xét một cái. Kỳ Hiểu suy nghĩ một chút nói, hắn biết Tiêu Phàm làm người, mặc dù là Tu La Điện Chủ nhưng cũng không phải là giết bừa bãi. Hắn không tin Tiêu Phàm thực có can đảm không ngừng giết chóc, những người này đều là người vô tội, giết những người này, hắn cũng không tin trong lòng Tiêu Phàm không sinh ra ma chướng. Không thể không nói, Kỳ Hiểu đưa ra loại phương pháp này rất âm hiểm. Nếu như Tiêu Phàm thực lạm sát kẻ vô tội, đến thời điểm Tiêu Phàm muốn đột phá, khẳng định sẽ sinh ra tâm ma. Những người khác nghe được Kỳ Hiểu nói, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn cũng không phải đồ đần, chỗ nào không biết Kỳ Hiểu nói câu này là có ý gì. Rất nhiều người phẫn nộ không thôi, nhưng giận mà không dám nói gì, liền 12 đại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, những người khác nếu như tiến đến thì làm sao có thể sống sót trở ra. Bọn hắn biết chiến thần điện cùng Tu La điện có thù, nhưng chí ít cũng không nên lợi dụng bọn hắn chứ. Người áo đen trầm tư, con người tĩnh mịch đảo qua đám người trên quảng trường, đám người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trong lòng đám người đều thấp thỏm không yên, Tu La điện chủ không phải nói đùa, ai đi người đó chết. Cũng có số ít người càng thêm kinh ngạc câu nói kia của Kỳ Hiểu chính là chiến thần điện tam trưởng lão, hắn vậy mà kêu người áo đen là đại nhân. Hắc bào nhân này là thân phận gì đây? Nghe nói Tu La Điện chủ thế hệ này là người Nam vực. Người áo đen ung dung mở miệng nói. Đại nhân nói không sai, Tu La Điện chủ Tiêu Phàm thế hệ này chính là người Nam vực. Kỳ Hiểu khẽ mỉm cười nói, con người hắn nhìn về phía một cái góc trên quảng trường. Đứng nơi đó chính là tu sĩ Nam vực, cầm đầu không phải ai khác mà là Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết, tỷ đệ Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên cũng đều xuất hiện. Người chiến thần điện thật đúng là âm hiểm, vậy mà để người Nam vực đi chịu chết. Dịch Bằng nhỏ giọng thì thầm. Ai kêu Nam vực bây giờ càng ngày càng yếu. Một bên Sở Nguyệt lắc lắc đầu nói, nàng ngược lại không có bao nhiêu vẻ đồng tình. Nguyệt Nhi nói rất đúng, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, Nam vực kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể hy sinh. Dịch Bằng gật đầu. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắn khẳng định cũng không nghĩ đến Dịch Bằng vậy mà thực tán đổ Sở Nguyệt. Không tới cuối cùng, ai lại biết được. Tiêu Linh Nhi lại lắc đầu, sự tình Tiêu Phàm nàng vẫn biết một chút, nếu như là người khác đi vào khẳng định hẳn phải chết là không nghi ngờ. Nhưng những người Nam vực này đi vào có thể chưa chắc sẽ chết ở bên trong. Sắc mặt đám người Diệp Trường Sinh khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm sẽ không giết bọn hắn. Nhưng cũng không muốn bị người khác sử dụng làm vũ khí. Đáng tiếc bọn hắn thực lực quá yếu, cho dù Diệp Trường Sinh cũng mới đột phá chiến thánh trung kỳ, căn bản không có chỗ phản kháng. Nam vực cũng không có nhiều người, chỉ có 20 người, 20 người trừ Diệp Trường Sinh, cơ hồ đều là chiến thánh cảnh sơ kỳ. Sở dĩ có thể đi tới nơi này cũng là bởi vì chiến thần điện tuyển người, phàm là 30 tuổi trở xuống. Thực lực chiến thánh cảnh sơ kỳ trở lên đều có thể gia nhập chiến thần điện. Trước đó bọn hắn đều hăng hái, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại là dạng kết cục này. Vậy liền cho tu sĩ Nam vực một cơ hội đi, hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Người áo đen mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh, không chút tình cảm nào. Kỳ Hiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, nhìn đám người Diệp Trường Sinh nói, còn không đi vào, thất thần làm cái gì. Diệp Trường Sinh mấy người nắm chặt nắm đấm,
những người khác lại lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn đều nghe nói qua một chút sự tình Tiêu Phàm, hơn một năm trước dựa vào sức một mình diệt lục đại gia tộc, càng hủy diệt phân điện chiến thần điện, bọn hắn lại làm sao có thể dám đi giao phong cùng Tiêu Phàm. Ta không đi, các ngươi là để cho chúng ta đi chịu chết. Cơ hội gì, cơ hội này chúng ta không muốn, chiến thần điện các ngươi tự đi đi, chúng ta rời khỏi chiến thần điện. Rốt cục có người ngăn cản cỗ áp lực, sợ hãi hướng phía sau thối lui, có mấy người càng là đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Diệp Trường Sinh muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, ngay lúc đó, một tiếng quát như sấm truyền ra. Chiến thần điện là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kỳ Hiểu lạnh lùng nhìn mấy người chạy trốn, sát khí trùng thiên. Thanh âm vừa rơi xuống, mấy đạo lưu quang dọc theo quảng trường xông ra, đao kiếm vang lên, mấy người nam vực chạy trốn cũng không kịp kêu thảm, liền đầu một nơi thân một nẻo. Lại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Kỳ Hiểu ngữ khí băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Chúng ta đi, Diệp Trường Sinh nắm nắm đấm ngón tay khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu nên không có quyền nói, chỉ có thể biến thành pháo hôi cho người khác, đây không phải điều Diệp Trường Sinh hắn muốn. Diệp Trường Sinh hắn là thiên tài vô song thánh thành, nhưng mà đến nơi này lại cái gì đều không phải, loại cảm giác này trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Bị người cưỡng bách đạp vào truyền tống ngọc đài, đây đối với Diệp Trường Sinh cao ngạo mà nói nhất định chính là một loại sỉ nhục to lớn nhất. Một ngày nào đó Diệp Trường Sinh ta nhất định sẽ đặt chân lên đỉnh thiên thần phong, ra lệnh một tiếng, thiên hạ không dám không theo. Diệp Trường Sinh âm thầm thề trong lòng. Diệp Thiên Tuyết mặt không biểu tình, gương mặt vô tình liếc nhìn lấy mấy cái hắc y nhân cùng Kỳ Hiểu trên không trung, tựa như phải nhớ kỹ mỗi một cái khuôn mặt bọn hắn. Tỷ đệ Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng chẳng tốt đẹp gì, trong lòng bọn hắn không cam nhưng cho dù là chết, bọn hắn cũng không dám đắc tội chiến thần điện. Chiến thần điện nếu muốn giết bọn hắn, thậm chí hủy diệt gia tộc bọn họ chỉ cần một câu, Tô gia khẳng định sẽ không vì một cái chi mạch nho nhỏ mà đối địch với chiến thần điện. Những người khác mặc dù sợ hãi nhưng bọn hắn biết, không đạp vào truyền tống ngọc đài sẽ chỉ chết càng nhanh, bọn hắn đành phải tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Đạp vào truyền tống ngọc đài có 15 người, trong con người mỗi người bọn họ đều tràn đầy một cỗ lệ khí ngập trời. Là kẻ yếu thật đáng buồn. Trong đám người có người thở dài một hơi, bất quá phần lớn người là cực kỳ khinh thường. Ong ong, cột quang mang sáng màu trắng bỗng đại thịnh, 15 người Diệp Trường Sinh bọn hắn lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất ở bên trên truyền tống ngọc đài, tiến vào bên trong thông đạo. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có gương mặt cùng ánh mắt trương mạc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn chằm chằm thông đạo truyền tống. Ở vị trí cửa ra thông đạo truyền tống Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đứng lơ lửng trên không, về phần 10 tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến thần điện lại không thấy tăm hơi. Trên trán hai người bọn hắn chảy ra mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cột sáng màu trắng hừng hực quang mang. Vẫn là hủy không được. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói. Thông đạo truyền tống trình độ chắc chắn vượt qua hắn tưởng tượng, ngay từ đầu hắn và Lâu Ngạo Thiên luyện tập chí ít còn có thể phá hư nó. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, thông đạo truyền tống càng ngày càng kiên cố lên, dù là hai người liên thủ cũng chỉ có thể dung chuyển nó một cái. Khẳng định có người âm thầm ra cố truyền tống thông đạo, trong lòng ta có loại dự cảm bất an, nếu như chờ chúng ta hoàn toàn dung chuyển không được nó, hai người chúng ta là sẽ không may. Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, ngẩng đầu nhìn cuối thông đạo. Tiêu Phàm không nói, kỳ thật đâu chỉ có Lâu Ngạo Thiên có loại cảm giác này, hắn cũng có loại cảm giác này, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả muốn hủy diệt truyền tống thông đạo. Chiến thần điện nhìn đến so với chúng ta tưởng tượng còn thần bí cùng cường đại hơn. Tiêu Phàm hờ hững nhìn thông đạo truyền tống, sau đó quay đầu nhìn về phía một đám hồn thú phía dưới nói, không thể để cho bọn chúng tiến vào thông đạo truyền tống sao. Nếu như có thể ta đã sớm để chúng nó tiến vào, bọn chúng tạm thời còn không cách nào rời khỏi Lâu Lan cổ địa, thông đạo truyền tống đã thuộc về bên ngoài Lâu Lan cổ địa. Lâu Ngạo Thiên đắng chát lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn không giảng nguyên nhân cụ thể, nhưng Tiêu Phàm vẫn tin tưởng hắn, bởi vì Lâu Ngạo Thiên so với hắn còn muốn hủy diệt thông đạo truyền tống hơn. Nguyên bản Tiêu Phàm còn đánh chủ ý lên huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng, phải biết,
đây đều là một chút dị chủng hồn thú cùng thần thú, nếu như có thể gia nhập Tu La Điện, nhất định là có trợ giúp vô cùng. Nhưng hiện tại nhìn đến, những dị chủng hồn thú cùng thần thú này căn bản không có cách rời Lâu Lan cổ địa, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vậy liền tiếp tục giết đi, giết tới khi bọn hắn sợ hãi mới thôi. Tiêu Phàm quét ngang trường kiếm, hai con người bắn ra kiếm khí sắc bén, dường như có thể xuyên thủng thiên vũ. Có thể không giết liền không nên giết, không bằng đem bọn hắn đưa vào thần kiếp chi địa. Lâu Ngạo Thiên nói ra, yên tâm, tâm lý ta nắm chắc, chờ sự tình nơi này kết thúc ta cũng chuẩn bị đi thần kiếp chi địa một chuyến. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, đúng, ngươi về sau có tính toán gì, chẳng lẽ còn thủ hộ ở chỗ này? Đây là sứ mệnh ta. Lâu Ngạo Thiên mỉm cười. Tiêu Phàm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là Lâu Ngạo Thiên tuyệt đối không chỉ là thân phận người thủ mộ. Lâu Ngạo Thiên không nói, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, ai cũng có bí mật nhỏ của bản thân. Lâu huynh, chờ sự tình này kết thúc về sau, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, Lâu Lan cổ địa có một loại thạch đầu gọi thiên thanh âm thạch hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngưng tiếng hỏi. Không có, nơi này trừ thi cốt, cái gì cũng đều không có, bất quá ta biết nơi nào có thiên âm thạch. Lâu Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói. Chỗ nào, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, Tu La Điện muốn nhanh chóng lớn mạnh nhất định phải giải quyết vấn đề thông tin này, cho nên thiên âm thạch cực kỳ trọng yếu. Bắc Phực Độc Cô gia tộc. Lâu Ngạo Thiên cười nói. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, thập phần phiền muộn nói ra, ta ngược lại là quên. Độc Cô gia tộc là chú tạo thế gia ngàn năm, thiên âm thạch mặc dù xem như tài liệu quý hiếm nhưng không tới cấp độ hiếm thấy, trở về ta đi Độc Cô gia tộc một chuyến. Chúc ngươi thành công. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn cũng rất muốn biết rõ chiến thần điện lần này lại phái ai tới. Ân, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong mắt lóe qua một vòng cười lạnh. Hô một tiếng, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đồng thời động. Xông vào bên trong thông đạo truyền tống, hơn 10 đạo thân ảnh nơi xa càng ngày càng gần, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước người hai người cách đó không xa. Tiêu Phàm, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, phía trước có một người kêu to lên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, cũng chỉ có Tiêu Phàm thì Tô Mạch Hàn mới có bộ nhiệt tình như thế. Tô Mạch Hàn, đã lâu không gặp, làm sao lại là các ngươi? Tiêu Phàm cùng Tô Mạch Hàn chào hỏi, ngoài ý muốn nhìn đám người nói. Tu sĩ Nam vực nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý tứ động thủ giết bọn hắn, tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông xuống, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Tô Mạch Hàn vậy mà cùng Tiêu Phàm quen như vậy. Còn không phải là đám chó chiến thần điện kia sao, cho là Nam vực ta dễ ức hiếp, liền để cho chúng ta đi tìm cái chết. Vừa nghĩ tới sự tình vừa nãy, Tô Mạch Hàn liền phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó rút rút cổ nhìn Tiêu Phàm nói, ta nói Tiêu Phàm. Ngươi sẽ không thực giết chúng ta à? Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn lại cười lên, cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết ngươi sẽ không, đám gia hỏa chiến thần điện kia, ta thực sự muốn lật bọn hắn, đáng tiếc thực lực ta không đủ. Thực lực không đủ, vậy liền hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng thiên phú ngươi. Tiêu Phàm cười nói, các ngươi đã đến. Vậy liền đi vào đi. Ngươi để cho chúng ta đi vào. Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh mấy người cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm bọn hắn không phải không cho người đi qua à, làm sao hiện tại lại để cho bọn hắn đi qua. Lâu Ngạo Thiên vừa muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định sẽ không để cho những người này làm sằng làm bậy. Qua một lúc khẳng định còn có người muốn tới, chúng ta chờ ngươi, nếu đánh không lại bọn hắn. Lên động viên cho các ngươi vẫn là không có vấn đề. Tô Mạch Hàn cười ha ha một tiếng, dẫn đầu hướng về phía sau thông đạo truyền tống bay đi. Diệp Trường Sinh đám người từng cái cùng lên, bọn hắn rất muốn nhìn xem Lâu Lan cổ địa đến cùng có cái gì khác biệt, bất quá hắc bào thanh niên đi ở cuối cùng lại thập phần bình tĩnh. Ngươi không thể đi vào. Tiêu Phàm đột nhiên lắc lắc đầu nói. Vì cái gì, ta không phải cũng là người Nam vực à? Hắc bào thanh niên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Xem ra ngươi vẫn nên tự mình hiểu lấy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hồng hộc, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một kiếm gào thét mà ra,
Tô Mạch Hàn bọn hắn phía sau Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, hắc y nhân rõ ràng là người Nam vực, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng hắn có thù, muốn giết hắn? Nhưng mà sau một khắc làm bọn hắn kinh hãi là, hắc y nhân bỗng đưa tay một chưởng hướng đạo kiếm quang kia. Tiêu Phàm liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết a, hắn cũng dám tay không tấc sắt cùng Tiêu Phàm giao phong. Oanh, sóng gió to lớn quét sạch bốn phương tám hướng, thông đạo truyền tống lại xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, Tiêu Phàm bị cỗ khí lãng kia đẩy lui mấy bước, mà đạo áo bảo đen thân ảnh kia lại không nhúc nhích. Ngươi không phải Lâm Phi, ngươi là ai? Diệp Trường Sinh băng lãnh nhìn hắc bào nam tử, người này là thiên tài chiến hồn điện cũng coi là tùy tùng hắn. Diệp Trường Sinh đối với thực lực hắn có chút biết, căn bản không có khả năng mạnh như vậy mới đúng. Còn có thể là ai, đoán chừng là một sợi thần niệm lão bất tử chiến thần điện nào đó, hắn cố ý để các ngươi tiến vào nơi đây đoán chừng chính là muốn cho các ngươi mang theo hắn thông qua nơi này. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Con ngươi Lâu Ngạo Thiên cũng biến thành băng lạnh, hắn vừa rồi còn kém chút hiểu lầm Tiêu Phàm, xem ra Tiêu Phàm đã sớm nhìn ra thân phận người này. Lộc bộp. Hắc bào thanh niên vỗ vỗ hai tay, cười tủm tỉm nói, không hổ là Tu La Điện chủ, quả nhiên có chút tài năng, đáng tiếc thực lực ngươi cũng không có gì. Nếu như là bản thể ngươi giáng lâm, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi, thậm chí khả năng chết trong tay ngươi, nhưng ngươi chỉ là một sợi chiến thần ý niệm mà thôi, giết ngươi như đổ heo chó. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, một bộ ta xem thấu ngươi. Chiến thần ý niệm. Đám người nghe được mấy chữ này không khỏi hít một hơi lạnh, hắc bào thanh niên Lâm Phi này lại bị chiến thần ý niệm khống chế, khó trách lặng yên không một tiếng động, bọn hắn đều không có phát hiện. Chiến thần cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, từ ngàn năm nay chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới này, chẳng lẽ phụ thể Lâm Phi là ý niệm lão quái ngàn năm? Giết ta như đồ heo chó, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao giết ta như đồ heo chó. Trên mặt người áo đen Lâm Phi lộ ra vẻ dữ tợn. Khí thế đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra, khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương, hư không nhao nhao nổ vụn, thông đạo truyền tống đều kém chút vỡ ra. Bất quá hắn khống chế rất tốt, đã có thể phát huy ra đầy đủ thực lực cũng không hủy hoại thông đạo truyền tống. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chào hỏi không đánh liền hướng Lâm Phi đánh tới. Tay trái cầm Tu La kiếm đứng thẳng, tay phải một chưởng nhô ra, một chưởng này thập phần phổ thông, căn bản không có bất luận sóng năng lượng nào. Đám người lo lắng nhìn Tiêu Phàm, đây chính là chiến thần ý niệm, người tùy ý một chưởng liền có thể giết hắn. Hiển nhiên là không có khả năng, nếu như chiến thần ý niệm yếu ớt như thế, chiến thần cảnh cũng sẽ không đáng sợ như thế. Tự tìm cái chết, Tu La điện chủ thế hệ này, lão hủ giết ngươi. Lâm Phi tùy tiện cười một tiếng, đưa tay chính là một chưởng, tốc độ nhanh như bôn lôi. Sau lưng hắn, không gian giãy giụa kịch liệt, bên trong không gian vặn vẹo, cuồng bá hư vô loạn lưu không kiêng nể gì cả hét giận dữ lấy, năng lượng bàng bạc ba động quét sạch mà ra, mang theo một cỗ uy áp ngập trời chấn áp mà đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Dù là chỉ là một sợi ý niệm cũng vô cùng đáng sợ, căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể đối địch. Trường cương hai người hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc chấn hư không rung động, gợn sóng không gian đáng sợ đang không ngừng dập dờn làm cho người ta hoa mắt. Thân ảnh Tiêu Phàm cấp tốc lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá trong mắt hắn lại hiện ra một vòng lãnh quang. Tiêu huynh, Lâu Ngạo Thiên vội vàng tiến lên. Đề phòng nhìn Lâm Phi đối diện. Tu La Điện chủ, ta nhổ vào, Lâm Phi xì một ngụm đàm, trong mắt đều là đạm mạc và khinh thường, cùng Tiêu Phàm đối kích một chưởng, hắn không nhúc nhích tí nào, hai người lập tức phân cao thấp. Những người khác thấy thế trái tim cũng nhảy lên cổ họng, chiến thần ý niệm quá là đáng sợ, căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể địch. À nhưng mà Lâm Phi ngang ngược càn rỡ đột nhiên hét thảm, đầu nổ tung rồi ngã xuống đất. Huyết nhục trên người hắn nhanh chóng biến mất, thật giống như bị cái gì gặm ăn, cả người cực tốc trở lên già nua. Ngươi làm gì với ta? Lâm Phi phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn muốn lập tức giết Tiêu Phàm nhưng căn bản không có bất kỳ khí lực. Sau một lát, thân thể hắn chống đỡ hết nổi, đột nhiên phù phù một tiếng hướng về mặt đất quỳ xuống. Không làm cái gì, chỉ là để ngươi chết mà thôi.
Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, lười nhác giải thích cùng hắn. Ý niệm chiến thần cảnh có thể khống chế Lâm Phi chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lâm Phi tự nguyện, nếu như là loại khả năng này, Tiêu Phàm giết hắn cũng hợp tình lý. Loại khả năng thứ hai chính là ý niệm lão quái vật kia khống chế Lâm Phi, nếu như là loại này, Lâm Phi đã như là xác chết di động, sống sót cùng chết hay chưa không khác nhau chút nào. Cho nên Tiêu Phàm lười nghĩ, kết quả Lâm Phi chú định chỉ có một cái, chính là chết. Hỗn trướng, chờ bản thể ta giáng lâm, bản thân nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trong hư không lưu lại một đạo thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Thân thể Lâm Phi lập tức hóa thành một đống huyết vụ tràn ngập bên trong thông đạo truyền tống. Tiêu Phàm chậm rãi vươn tay trưởng, một đạo huyết sắc quang mang từ bên trong huyết vụ xông vào thể nội hắn, rất hiển nhiên vừa giết Lâm Phi chính là phệ hồn huyết tầm. Sau khi thôn phệ 6 cái đuôi chọc mệnh thiên vĩ, phệ hồn huyết tầm đã đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tại phương diện vật lý công kích, phệ hồn huyết tầm tự nhiên không phải đối thủ tàn niệm chiến thần. Nhưng tại phương diện hồn lực linh hồn công kích, phệ hồn huyết tầm lại vô cùng đáng sợ. Huống chi, dù là ý niệm chiến thần thì đáng sợ như thế nào, phệ hồn huyết tầm nuốt huyết nhục Lâm Phi, ý niệm kia cũng không có chỗ gửi lại, diệt hắn cũng không phải sự tình khó khăn. Tiêu Phàm, người không sao chứ? Diệp Trường Sinh cùng Tô Mạch Hàn bọn hắn xuất hiện ở cạnh Tiêu Phàm, tất cả đều bị thực lực Tiêu Phàm trấn nhiếp. Đây chính là ý niệm chiến thần đó, vậy mà cũng bị hắn diệt. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, bất quá, các ngươi không thể tiến vào lâu lan cổ địa, ta tạm thời đưa các ngươi đi một nơi khác, trở về lại mang các ngươi rời đi. Được. Người thứ nhất đáp ứng lại là Diệp Trường Sinh, Tô Mạch Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng, Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Về phần những người khác, bọn hắn đều không có quyền lực nói chuyện, đối với bọn hắn mà nói, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Sau đó một cỗ hồn lực bao phủ đám người, Tiêu Phàm đem Diệp Trường Sinh đám người toàn bộ ném vào trong vị trí không gian bí cảnh Tu La Điện. Hắn nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên không cho những người khác đặt chân vào lâu lan cổ địa tự nhiên là sẽ làm, vừa nãy chỉ bất quá là kế hoãn binh mà thôi. Tiêu huynh, ý niệm chiến thần này, Lâu Ngạo Thiên lo lắng nhìn Tiêu Phàm nói. Sợ ý niệm này cũng không mạnh, ta diệt được nó, bất quá thực lực chiến thần là không yếu. Ta không nghĩ tới chiến thần điện trừ điện chủ vẫn còn có dạng nhân vật này. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Ta cũng không nghĩ tới lần này lại có chiến thần cảnh xuất thủ, bằng không mà nói, cũng không dám làm phiền ngươi. Lâu Ngạo Thiên thở dài. Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết chiến thần điện có chiến thần cảnh cường giả? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Lâu Ngạo Thiên, hắn phát hiện sự tình Lâu Ngạo Thiên biết rõ so với hắn nhiều hơn nhiều. Có, hơn nữa không ít, Lâu Ngạo Thiên thập phần chắc chắn nói ra, chắc hẳn ngươi trước kia cũng nghe hiểu ý tứ ta, chiến thần điện cố ý mất một chút thần lực chi tinh tại lâu lan cổ địa, sau đó hấp dẫn tu sĩ chiến hồn đại lục, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, ánh mắt lấp lóe một cái. Nhìn đến Lâu Ngạo Thiên vẫn là chưa hề nói nguyên nhân cuối cùng, tại sao chiến thần điện muốn để tu sĩ chiến hồn đại lục đến lâu lan cổ địa. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đành phải xem như không biết, nhưng trong lòng đánh tỉnh táo cho bản thân. Chiến thần điện nếu có thể xuất ra thần lực chi tinh làm mồi dụ, hắn làm sao có thể không có chiến thần cảnh cường giả đây? Hơn nữa, năm đó chúng thần vẫn lạc, rất nhiều thần lực chi tinh liền thất lạc ở trong thần chi kiếp địa. Còn người Lâu Ngạo Thiên có chút ngưng trọng, tiếp tục nói, chỉ bất quá, chiến thần điện chiến thần cảnh cũng không tại chiến hồn đại lục. Mà là tại thần kiếp chi địa. Thần chi kiếp địa, Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, hắn đã không biết bao nhiêu lần nâng lên thần kiếp chi địa. Hắn đối với nơi này cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Không sai, theo ta đoán, cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện chí ít không dưới 500 người. Lâu Ngạo Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. 500 người. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, chiến thần điện này cũng quá khủng bố rồi. 500 chiến thần, đây là một cỗ lực lượng đáng sợ cỡ nào. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng ra tràng cảnh 500 chiến thần tề tụ, phải biết đây không phải chiến thánh cảnh, mà là cảnh giới chiến thần cảnh trong truyền thuyết. 1000 năm qua,
bên ngoài chiến hồn đại lục chưa bao giờ có người đột phá chiến thần cảnh mà chiến thần điện liền đủ 500 người, khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, cỗ thế lực này đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chiến thần điện tại sao gọi là chiến thần điện? Ngươi cho rằng là nói không sao? Lâu Ngạo Thiên đắng chát lắc lắc đầu nói. Ngươi như thế nào biết rõ? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Truyền thừa người thủ mộ. Chiến thần điện năm đó có thể nói là kẻ thu lợi cuối cùng, số lớn chiến thần cảnh cường giả vẫn lạc, thần lực chi tinh đều rơi vào trong tay chiến thần điện, cho dù 10 năm có một người đột phá chiến thần cảnh, hiện tại cũng có 500 người. Điểm này Lâu Ngạo Thiên không có giấu giếm. Theo ngươi nói, ngươi cũng chỉ là đoán mà thôi, chiến thần điện chiến thần còn có thể có nhiều hơn. Nội tâm Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cách chiến thần cảnh đều còn đường rất dài phải đi. Mà số lượng chiến thần cảnh cường giả chiến thần điện vậy mà khủng bố như thế, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm dọa co quắp. Bất quá ý chí chiến đấu Tiêu Phàm lại sục sôi, có áp lực, động lực cũng càng tăng lớn. Không sai, chiến thần cảnh thọ nguyên thập phần dài dằng dặc, nhiều đến mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cho dù ta cũng không biết chân chính nội tình chiến thần điện. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. Xem ra chiến thần điện còn rất nhiều lão quái vật a. Tiêu Phàm ung dung thở dài. Ngươi cũng không cần lo lắng, những lão quái vật này đều ở thần kiếp chi địa, về phần chiến hồn đại lục, kỳ thật cũng không có cường giả, dù là chiến thần điện thiên thần phong tỏa trấn kỳ thật cũng chỉ là một đạo phân thân điện chủ chiến thần điện mà thôi. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. A, ngươi xác định, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, bên trong não hải có nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Không biết hắn đang có ý đồ gì. Ta xác định. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, nơi này cũng có đồ vật ghi chép tu la nhất mạch ngươi, trở về ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Được. Tiêu Phàm gật gật đầu nhưng trong lòng thì có chút không hiểu, tại sao đến hiện tại Lâu Ngạo Thiên mới nói cho bản thân việc này, phải biết, tự mình tiến tới nơi này cũng ngốc thời gian không ngắn. Theo lý thuyết Lâu Ngạo Thiên đã sớm nên nói cho mình mới đúng. Lâu Ngạo Thiên hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói trước đó không có nói cho ngươi là bởi vì trong thời gian ngắn ngươi đoán chừng tiếp thu không được những cái truyền thừa này, mà việc này lại lửa xém lông mày, cho nên. Đa tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, nhìn đến lần này là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lòng hắn chờ mong, Lâu Lan cổ địa sẽ nhớ truyền thừa tu la nhất mạch như thế nào. Oanh long long, đột nhiên, thông đạo truyền tống đột nhiên rung rung, tựa như tiếp nhận không được một loại uy áp nào đó, tùy thời đều có thể vỡ nát, từng đạo không khí gợn sóng dập dờn tứ phương. Xem ra một ít người có chút không cam tâm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Thông đạo truyền tống mặc dù kiên cố, nhưng chiến thần cảnh muốn truyền tống tới vẫn còn có chút khó khăn. Lâu Ngạo Thiên cũng mỉm cười. Tiêu Phàm không nói. Nhưng trong lòng hắn đối với chiến thần cảnh cực kỳ khinh thường, lấy hắn đối với hư không trận văn biết, truyền tống thông đạo tối đa cũng liền có thể tiếp nhận chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng ý niệm chiến thần truyền tống. Chiến thần cảnh muốn tới, đâu chỉ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Nếu quả thật là chiến thần cảnh tới, đừng nói Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người, coi như bọn hắn lại thêm hai người nữa thì như thế nào đây, cũng không phải đối thủ chiến thần cảnh. Trong chốc lát, thông đạo truyền tống rốt cục bình tĩnh lại, hiển nhiên đối phương đã từ bỏ, chiến thần cảnh muốn thông qua truyền tống trận quá mức gian nan. Kết quả là đừng nói truyền tống tới, đoán chừng liền thông đạo truyền tống đều bị hủy đi. Việc cấp bách vẫn là ngẫm lại xử lý thông đạo truyền tống như thế nào. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn không có thời gian dài thủ hộ ở chỗ này, hắn còn có đường muốn đi. Ta đang điều động toàn bộ lực lượng Lâu Lan cổ địa. Đến lúc đó có thể hủy diệt trận thế này. Lâu Ngạo Thiên ngưng tiếng nói. Cũng đúng lúc này, vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, trong đó một hắc y nhân xếp bằng ở phía trên truyền tống ngọc đài, 5 người khác nắm lấy truyền tống trận. Nhưng vô luận 5 người dùng lực như thế nào, thông đạo truyền tống đều không ổn định, tùy thời đều có thể bạo tán ra. Hỗn trướng, cái gì cầu thí tu la điện chủ, ta nhất định sẽ chết hắn. Người áo đen trên truyền tống ngọc đài vô cùng phẫn nộ, hắn muốn thông qua trước truyền tống trận hướng Lâu Lan cổ địa, nhưng truyền tống trận căn bản tiếp nhận không được uy áp hắn. Mặt khác 5 người áo đen cũng thở phì phò, vừa nãy nếu như không phải bọn hắn toàn lực vững chắc thông đạo truyền tống,
thông đạo truyền tống khả năng liền đã bị hủy. Trên quảng trường tất cả tu sĩ khác đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ lại bị người chiến thần điện cầm lấy đi làm pháo hôi. Mời hồn thiên tinh hỏa toa, ta muốn đi qua, xé xác hắn. Người áo đen cầm đầu sát khí lạnh lẽo nói. Hồn thiên tinh hỏa toa, Kỳ Hiểu nghe được mấy chữ, toàn thân rung động kịch liệt một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn thập phần buồn bực, ứng phó một tên tiêu phàm thực cần thỉnh cầu bậc thần binh này sao? Chờ hắn xuất hiện ở chiến hồn đại lục sau đó giết hắn cũng không muộn. Cửu ca, người xác định, năm hắc y nhân khác cũng hơi kinh ngạc nhìn người áo đen cầm đầu. Chiến thiên cửu ta cho tới bây giờ không có bị người ức hiếp như thế, Tu La Điện chủ thì như thế nào, giết hắn một lần ta đều không hết hận, đợi thêm ngàn năm, ta sẽ lại giết một Tu La Điện chủ khác. Thanh âm người áo đen cầm đầu cực kỳ khàn khàn, âm trầm. Bị tiêu phàm diệt một sợi thần niệm, hắn ngược lại không phẫn nộ như thế, phẫn nộ là tiêu phàm vậy mà không nhìn hắn, hắn đường đường là chiến thần cảnh, khi nào bị một chiến thánh cảnh nhục nhã qua. Đương nhiên. Hắn tin tưởng, nếu như giết tiêu phàm cũng coi là lập đại công cho chiến thần điện. Dùng hồn thiên tinh hỏa toa ngược lại cũng không sao cả, nhưng cách Lâu Lan cổ địa cực kỳ xa xôi, ngươi nếu như dùng hồn thiên tinh hỏa toa, đoán chừng trong thời gian ngắn không thi triển được lực lượng chiến thần cảnh. Trong đó một hắc bào lão giả lại mở miệng nói, bất quá thanh âm này chỉ có 6 người bọn hắn nghe được. Đúng vậy, cửu ca, ta xem vẫn là để những người này đi thử một lần. Lâu Lan cổ địa cũng rất tà môn, vạn nhất không được, chúng ta lại sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa truyền tống qua. Lại một người áo đen khuyên. Các ngươi yên tâm, nếu như xảy ra vấn đề, ta phụ trách, hơn nữa, lần này ta tự mình đi qua. Chiến thiên cửu ngữ khí thập phần kiên định. Không đem khẩu khí này phát tiết ra, trong lòng hắn liền không thoải mái, có lẽ đối với tu luyện về sau đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Năm hắc y nhân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn gật đầu. Đột nhiên, 6 người đồng thời đánh ra từng đạo thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm. Oanh long long, lúc này, hư không run lẩy bẩy, sau đó vỡ ra một đạo hư không liệt phùng to lớn, đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hỏa quang từ bên trong hư vô chảy ra mà tới, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Tu sĩ trên quảng trường kinh hãi nhìn bên trong hư không, khí tức bàng bạc ép bọn hắn không dậy nổi thân thể. Quang mang sáng chói càng đâm vào hai mắt không mở ra được. Mấy tức sau, hư không chậm rãi khép kín, một vệt sáng rốt cục hiện lên ở trước mắt bọn hắn, đó là một đoàn hỏa diễm lớn cỡ bàn tay, hỏa diễm đang không ngừng xoay quanh chuyển động, giống như một phong hỏa luân, bên trên nó tản ra khí tức lăng lệ, hư không đều bị mở ra. Thực sự là hoành độ hư không thần binh hồn thiên tinh hỏa toa. Ánh mắt Kỳ Hiểu sáng quắc nhìn đoàn hỏa diễm lớn cỡ bàn tay kia. Hắn không giống như những người khác cho rằng đây chỉ là một đoàn lửa. Nắm giữ hỏa này, dù là bên trong hư không cũng có thể tùy ý hoành hành, sẽ không bị hư vô phong bạo quấy nhiễu. Các ngươi tiếp tục vững chắc truyền tống thông đạo, nhiều nhất 2 canh giờ ta liền trở về. Chiến thiên cửu ngữ khí thập phần băng lãnh, ngẩng đầu nhìn không chung một cái, liền đạp về đoàn hỏa diễm màu đỏ kia. Tiêu phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đứng sừng sững phía dưới thông đạo truyền tống. Các hồn thú khác cũng đều thủ hộ phía sau hai người bọn hắn, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Qua lâu như vậy, bọn hắn sẽ không từ bỏ như thế đi. Tiêu phàm lộ ra vẻ cổ quái, chờ đợi nửa ngày, thông đạo truyền tống vậy mà không có bất kỳ cái gì dị động. Không biết, thời gian 5.000 năm bọn hắn mới lần nữa tìm tới Lâu Lan cổ địa, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, hắn cầm kiếm vác lập, ngạo khí trùng thiên. Tiêu phàm không khỏi nhìn chuôi trường kiếm màu vàng kim nhạt trong tay Lâu Ngạo Thiên, hắn biết rõ, cái này hẳn là Thái A cổ kiếm mà Vân Khê lúc trước nói với hắn. Không thể không thừa nhận, Thái A cổ kiếm là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, liền hắn đều cảm đến một cỗ uy áp cường đại. Giống, đột nhiên, hồn thú sau lưng lớn tiếng gào thét. Thiếu chủ, đó là cái gì? Thượng cổ huyết ma viên quát to một tiếng, chỉ sâu trong tinh không. Một đoàn xích huyết sắc hỏa diễm kêu lên. Màu đỏ hỏa diễm dọc theo thông đạo truyền tống nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, mấy hơi thở liền xuất hiện ở không trung Lâu Lan cổ địa. Không tốt, là hồn thiên tinh hỏa toa chí bảo chiến thần điện. Sắc mặt Lâu Ngạo Thiên hơi đổi một chút, nhanh chóng hướng về không trung phóng đi.
hồn thiên tinh hỏa toa là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hồn thiên tinh hỏa toa, chính là một trong thần binh hoành độ hư không chí cường, nhất định là chiến thần điện không cách nào thông qua thông đạo truyền tống đến liền sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt đoán được cái gì, giải thích nói. Chiến thần cảnh sao, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cho dù là hắn hiện tại cũng không có dũng khí đối mặt chiến thần cảnh. Hắn không biết chiến thần cảnh đến cùng có bao nhiêu cường đại, cái khác không nói, đơn thuần là thần lực và áo nghĩa liền không phải chiến thánh cảnh có thể so sánh. Chúng ta còn có cơ hội, sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa hoành độ hư không cần tiêu hao thần lực bằng bạc. Thực lực hắn nhất định sẽ hạ thấp, hơn nữa, nếu hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa không cách nào phát huy ra thủ đoạn chiến thần cảnh. Lâu Ngạo Thiên mặc dù lo lắng, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ. À, nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, hắn liền không cố kỵ gì. Nơi này chỉ là một mảnh phần mộ, người trước đó không phải muốn sử dụng hư không trận văn rời đi, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại sao? Bởi vì nơi này căn bản không có đường vân thiên địa, cũng không giam cầm bất luận cái gì áo nghĩa, chiến thần cảnh là thi triển không được áo nghĩa. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ phảng phất, khó trách trước đó hắn không cách nào rời đi nơi này, nguyên lai là mảnh cổ địa này đặc biệt như vậy. Một chiến thần cảnh, nếu như không thi triển được áo nghĩa, như vậy cùng hắn là chiến thánh cảnh khác nhau ở chỗ nào? Tu La Điện Chủ, chết đi cho bản thân. Một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bên trong đoàn hỏa diễm màu đỏ thoát ly, sau đó một chưởng hướng về phía dưới đập xuống. Thiên địa gió xoáy vân dũng, khí lãng đáng sợ lăn lộn tựa như muốn đem phiến thiên địa này xé nát, Tiêu Phàm bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một mảnh đen kịt. Sương mù màu máu bên trong Lâu Lan cổ địa giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tan đi, chưởng cương chưa đến. Sóng gió đáng sợ đánh thẳng vào thân thể Tiêu Phàm bọn hắn, tóc đen dày đặc trong gió bay lên. Xác thực không gì hơn cái này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Từ bên trong một trường này, Tiêu Phàm cảm thụ đến một dạng lực lượng cùng Tu La thần lực, trừ cái đó ra cũng không có lực lượng áo nghĩa tồn tại. Mặc dù Tiêu Phàm không biết áo nghĩa là cái gì, nhưng hắn là nắm giữ lấy một chiêu ẩn chứa Tu La áo nghĩa chiến kỹ, vô tận sát lục. Dưới lực lượng kia, dù là một đại cảnh giới siêu việt cũng có thể dung chuyển đối thủ, đủ để thấy được áo nghĩa đáng sợ. Nhưng đối mặt một trường chiến thiên cửu này, Tiêu Phàm cho dù cảm thụ đến nguy hiểm, nhưng còn không đủ để chí mạng. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi, bởi vì loại cảm giác bất an từ đáy lòng lại không có tiêu tán bao nhiêu, chẳng lẽ còn có một loại lực lượng nào đó có thể uy hiếp an nguy hắn. Lục thần nhất thức, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm. Vẻn vẹn thi triển lực lượng Tu La thần dực mà thôi, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm tùy ý một kích cũng không dưới chiến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ là không thể thi triển thiên địa chi uy mà thôi. Kiếm khí màu đỏ ngòm hung mãnh vô biên, thế như trẻ tre, rất có giết thần khí thế, mặc dù chỉ là tàn thức nhưng công kích lại không thua uy lực chiến kỹ cửu phẩm đỉnh cấp. Oanh, kiếm khí cùng trường cương đâm vào cùng một chỗ, hư không Lâu Lan cổ địa nổ vang liên tục. Tốc độ đạo hắc ảnh kia mặc dù giảm bớt không ít nhưng vẫn như cũ không có xu thế ngừng tay. Đến được thì tốt, Tiêu Phàm quát to một tiếng, Tu La kiếm lắc một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, kiếm khí mãnh liệt đầy trời. Chỉ cần không cách nào thi triển ra áo nghĩa lực lượng vậy chỉ tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong, thực lực nhiều nhất tiếp cận chiến thần cảnh mà thôi. Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng vừa vặn khiêu chiến bản thân một cái. Lôi thần chi trưởng, người áo đen chiến thiên cửu trên không trung hét giận dữ một tiếng, chỉ thấy từng đạo kim sắc lôi điện chi lực từ trên người hắn nổ ra, lôi điện chi lực cuồng bạo mà hung mãnh làm cho mảnh thiên khung này biến vô cùng hỗn loạn. Lôi điện xẹt qua chân trời, xen lẫn một lưới lớn lôi điện thẳng đến Tiêu Phàm bọn hắn, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cuồn cuộn lôi điện cuốn tới, thần lực cường hãn ba động đáng sợ đến cực hạn, sắc mặt Tiêu Phàm ngưng lại. Không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Trong lòng hắn thầm than, thần lực chiến thần cảnh quả nhiên đáng sợ, vậy mà so với Tu La thần lực hắn cô đọng hơn rất nhiều. Chỉ luận thần lực mà nói, nếu như ta đột phá chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể nghiền ép hắn. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ một tiếng,
hắn cũng không dám khinh thường, trên người đột nhiên tản ra một cỗ lãnh ý đáng sợ. Dưới cỗ lãnh ý này, đám hồn thú huyết ma viên phía sau không khỏi lạnh run. Sát ý thật mạnh, loại sát ý này so với vừa nãy càng đáng sợ hơn, rõ ràng không cố ý châm đối bất luận kẻ nào, lại làm cho bất luận khí thế kẻ nào đều tự ti mặc cảm. Lâu Ngạo Thiên cũng trợn to hai mắt, một mặt kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Không hổ là Tu La Điện Chủ, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá như vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Chiến Thiên Cửu cười lạnh nói, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, phẫn nộ quát diệt cho ta. Ầm ầm, lôi điện đầy trời như là thác nước chiếu nghiêng xuống, chôn vùi hư không, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu lôi điện cự long đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Trong lúc nhất thời, huyết sắc hư không đều bị kim sắc lôi điện thay thế, hung uy tuyệt thế. Quanh thân Tiêu Phàm ngưng tụ một đạo bất hủ kiếm giới, tạm thời đem những lôi điện đó ngăn cản bên ngoài, nhưng cứ tiếp tục như, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Xem ra vẫn là muốn bức ta thi triển một chiêu này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nguyên bản hắn coi là một chiêu này ít nhất cũng phải chờ tiến vào thần kiếp chi địa mới sử dụng, nhưng không nghĩ đến ở chỗ này liền sẽ thi triển. Lời còn chưa dứt, khí thế trên người Tiêu Phàm bỗng biến đổi, vừa nãy vẫn là lửa cực nóng, mà hiện tại lại băng lãnh như xương. Chỉ một thoáng, lôi điện bốn phía đều rất giống bị đông cứng, dưới cố lãnh ý của Tiêu Phàm nở rộ, lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên lăng không chém một cái, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, ngay lúc đó Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Bách hoa sát! Bách hoa sát! Thanh âm Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ lãnh ý vô cùng đáng sợ, cỗ lãnh ý này làm vạn hoa héo tàn, chỉ có sát ý chi hoa bản thân có thể nở rộ. Đây chính là hắn căn cứ Tu La thiên địa chi ý mà lĩnh ngộ ra một chiêu, ý niệm đi qua, sát ý đến. Thiên địa chi ý à, còn chưa đủ. Chiến Thiên Cửu coi thường kêu to, bỗng tăng lớn mấy phần khí lực, hư không long long mà động, trực tiếp xé rách ra, hư vô kích xạ sóng lưu. Chiến Thiên Cửu mặc cho kiếm mang màu trắng kia liều chết xung phong, căn bản không đặt ở trong lòng, thiên địa chi ý trước mặt thiên địa chi uy chân chính lại tính được gì đây? Chiến thánh cảnh hậu kỳ không bằng chiến thánh cảnh đỉnh phong, không phải liền là bởi vì thiên địa chi uy cường đại sao? Đáng tiếc, đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, đối với thiên tài không nhất định có thể áp dụng, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm cấp bậc yêu nghiệt. Nếu như thiên địa chi ý nhất định không bằng thiên địa chi uy, Tiêu Phàm trước đó lại làm sao có thể lấy lực lượng một người ngăn trở 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong đây? Chiến Thiên Cửu hiển nhiên quá khinh thường Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, lịch đại Tu La Điện Chủ có ai là kẻ yếu? Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, những nơi đạo kiếm mang màu trắng đi qua, lôi điện đầy trời bỗng đứng im, sau đó biến mất ở không trung, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí, liệt phùng xé rách không gian cũng nhanh chóng khép kín. Cái gì, trong mắt Chiến Thiên Cửu đều là vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được Tiêu Phàm vậy mà mạnh như thế. Lôi thần chi trưởng, Chiến Thiên Cửu ra sức gào thét, dùng hết toàn lực bổ xuống một kích, đến hiện tại hắn không thể không thu hồi vẻ khinh miệt. Ong ong đột nhiên, kiếm mang màu trắng phát sinh dị biến, trong hư không nở rộ mà ra, xa xa nhìn lại, đó là một đóa kiếm liên to lớn vô cùng tinh xảo, nhưng lại phóng chi khí sắc bén đáng sợ. Nhất kiếm sinh liên, Chiến Thiên Cửu cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời sợ hãi, bọn hắn đều biết rõ nhất kiếm sinh liên đại biểu cho cái gì, đây chính là chỉ có tuyệt thế kiếm thần mới có thể làm được. Lúc kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể nhất kiếm sinh liên, thậm chí một kiếm sinh thế giới, chỉ là đây đều là thủ đoạn kiếm thần. Mà tu vi Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, hắn vậy mà đã có thể làm đến. Đợi một thời gian, hắn lại sẽ cường đại biết bao. Xem ra ta vẫn là quá khinh thường ngươi, nếu như không có lực lượng Lâu Lan cổ địa trợ giúp, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâu Ngạo Thiên nói thầm. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ cho hắn kinh ngạc, hiện tại hắn đều có chút tập mãi thành quen. Nếu để cho ngươi trưởng thành sẽ như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Chiến Thiên Cửu lấy lại tinh thần, điều động thần lực toàn thân. Hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trường cương lôi điện bá đạo lại cường đại gấp bội, dù là Tiêu Phàm thi triển Tu La thiên địa chi ý cũng không làm gì được trường cương lôi điện này. Tận mắt kiến thức đến thực lực Tiêu Phàm,
Chiến Thiên Cửu cũng không dám giấu dốt, dù là tiêu hao sinh mệnh của mình lực phát huy ra mấy lần uy lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Lôi thần chi trưởng cùng kiếm đạo hoa sen đâm vào cùng một chỗ, cả hai trong lúc nhất thời rằng co không xong, bất quá ẩn ẩn có thể nhìn thấy, kiếm đạo hoa sen đang chậm rãi tiêu tán. Chín cánh hoa kiếm đạo giống như chín chuôi thần kiếm quát tháo mây xanh, phía trên lôi thần chi trưởng xuất hiện từng đạo liệt phùng, bộc phát ra từng đạo lôi điện chi lực, dị thường cuồng bạo. Chiến Thiên Cửu nhìn thấy một màn này thầm nói không tốt, thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn tưởng tượng, sau một khắc, thần lực ba động càng thêm dâng trào. Chấn áp cho ta, khí thế Chiến Thiên Cửu lần nữa tăng vọt, vô hạn tới gần uy lực chiến thần cảnh. Đáng tiếc, hắn không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực, lại cố gắng như thế nào đều là uổng công. Lại đến, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, tu la kiếm trong tay đột nhiên liên tục bắn ra ba đạo lưu quang, ba đạo quang mang tại hư không nhanh chóng nở rộ, lại có ba đóa kiếm liên sinh ra. Không có khả năng, Chiến Thiên Cửu kêu lên sợ hãi, hắn không thể tin được Tiêu Phàm một người làm sao có thể phát ra bốn đạo công kích. Phải biết, mỗi một đạo cùng một kiếm kia uy lực tương xứng a, mỗi một kiếm đều cần toàn lực tâm thần chèo chống, chẳng lẽ vừa nãy còn không phải toàn bộ thực lực Tiêu Phàm? Không có cái gì không có khả năng, Tiêu Phàm cười lạnh, năng lực hắn sở dĩ đồng thời thi triển ra bốn đạo công kích tự nhiên nhờ vào năng lực linh hồn phân liệt. Một đóa kiếm liên đều có thể chiếm cứ lấy thượng phong, bốn đóa kiếm liên thì sao? Đáp án không cần nói cũng biết, bốn đóa kiếm liên tuyệt đối có thể nghiền ép Chiến Thiên Cửu. Chỉ cần chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hắn liền không có khả năng đón lấy một kích này. Dù sao, cái này cũng cơ hồ là toàn bộ thực lực Tiêu Phàm, bốn kiếm kia đã dành toàn bộ tu la thần lực vào. Nếu như Chiến Thiên Cửu có thể tiếp được một kích này, Tiêu Phàm cơ hồ cũng chỉ có thể chờ bị nhào nặn. Hỗn trướng, Chiến Thiên Cửu phẫn nộ gầm thét, đối mặt một kích này của Tiêu Phàm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, một khi lưu ở chỗ này, rất có thể bị bốn đóa kiếm liên thôn phệ. Bản thân đường đường là chiến thần cảnh vậy mà tiếp không được một kích chiến thánh cảnh hậu kỳ, đây quả thực là buồn cười, nhưng đồng dạng cũng là sự thật. Nếu để cho người khác biết, hắn đoán chừng cả một đời cũng không ngẩng đầu lên được. Chẳng lẽ biết rõ phải chết còn lưu ở chỗ này? Đó là không có khả năng, Chiến Thiên Cửu cũng sợ chết, hơn nữa, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý chết trong tay một tu sĩ chiến thánh cảnh. Bằng không mà nói, cho dù là chết, hắn đoán chừng cũng để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ vậy, Chiến Thiên Cửu phẫn nộ đột nhiên hướng về không trung thối lui, tốc độ nhanh vô cùng. Chạy đi đâu, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ trên cao truyền đến, lại không biết Lâu Ngạo Thiên lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu Chiến Thiên Cửu. Thái A cổ kiếm phóng vô tận kim sắc bảo quang, một cỗ uy thế không thể địch nổi xông thẳng xuống. Cút ngay, Chiến Thiên Cửu gầm thét. Một Tiêu Phàm đã đủ khiến hắn ăn thua thiệt, hiện tại lại tới một Lâu Ngạo Thiên, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Đương nhiên, cũng không phải Chiến Thiên Cửu sợ Lâu Ngạo Thiên, mà là hắn sợ hãi Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, dù là chỉ trong chốc lát, công kích Tiêu Phàm cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Kiếm động thương khung. Thần sắc Lâu Ngạo Thiên không hề bận tâm, tựa như hắn đối mặt cũng không phải là một chiến thần cảnh, mà là một chiến thánh cảnh phổ thông. Kiếm khí đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian, nhanh như thiểm điện chạm trên ngực Chiến Thiên Cửu, máu tươi vẩy ra. Thương thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng mấu chốt là bốn đóa kiếm liên phía sau cấp tốc tới gần, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chiến Thiên Cửu khẽ cắn môi, ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên một cái, liền một quyền đánh nát hư không, thân hình nhanh chóng đi vào, chỉ có một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Bản thân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lần sau định lột ra chóc thịt các ngươi. Chiến Thiên Cửu cuối cùng vẫn trốn, hắn không dám dùng tính mạng mình ra đùa, chỉ là trong lòng hắn biệt khuất tới cực điểm, bởi vì ở chỗ này căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa ngược lại không có tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, mấu chốt vẫn là Lâu Lan cổ địa đối với hắn thực lực áp chế, hắn căn bản không thể phát huy ra bản thân 11-12 thực lực. Đa tạ tiền bối cho hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên thừa dịp không gian liệt phùng khép kín, cười lớn tiếng nói. Vừa mới trốn vào không gian liệt phùng, thân hình Chiến Thiên Cửu lảo đảo, vừa nãy bởi vì chạy trốn quá nhanh lại quên hồn thiên tinh hỏa toa còn trên không Lâu Lan cổ địa. Đáng tiếc,
hối hận đã không kịp, hắn trốn vào bên trong hư không liệt phùng, ai biết rõ cách Lâu Lan cổ địa bao xa, hiện tại trở về cũng không kịp. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có khả năng truy sát, trong hư không liệt phùng, chiến thiên cửu là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu huynh, nhanh lấy hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Tiêu Phàm nhìn đoàn hỏa diễm trên không trung, trong lòng cũng có chút dục dịch, nhưng hắn cũng sẽ không độc chiếm vật này. Dù sao, nếu như không có Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, hắn là không có khả năng buộc chiến thiên cửu từ bỏ hồn thiên tinh hỏa toa. Tiêu huynh, trời cho mà không lấy tất bị trừng phạt, đồ vật này đối với ngươi khẳng định so với ta có tác dụng lớn hơn. Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ý tứ, lại vội vàng nói. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay một cái, lách mình hướng về không trung kích xạ đi. Nói không muốn hồn thiên tinh hỏa toa là không có khả năng, đồ vật này là có thể hoành độ hư không, dù là bên trong thần binh cũng coi là bảo bối cực kỳ hiếm thấy. Nhưng một khi chiếm lấy vật này, cũng tương đương với cùng chiến thần điện vạch mặt. Nếu là người bình thường, coi như hồn thiên tinh hỏa toa bày ở đó đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tiêu Phàm khác biệt. Hắn vốn cùng chiến thần điện thế bất lưỡng lập, tự nhiên sẽ không bỏ qua đồ vật này. Chỉ là Tiêu Phàm lo lắng là, hồn thiên tinh hỏa toa khẳng định sẽ không dễ dàng luyện hóa như vậy. Tiêu huynh, dùng vô tận chi hỏa có thể luyện hóa vật này, chỉ cần xóa đi ấn ký chiến thần điện, cái đồ vật này liền là của ngươi. Lâu Ngạo Thiên nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, hắn thi triển tu la thần dực rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh hồn thiên tinh hỏa toa. Vô tận chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ đoàn hỏa diễm màu đỏ kia. Ấn ký thật cường đại, đoán chừng cần một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, ấn ký chiến thần cảnh muốn luyện hóa không phải dễ dàng như vậy. Oanh long long, đột nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa hừng hực ánh lửa, muốn tránh thoát vô tận chi hỏa trói buộc, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa. Hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang triệu hoán hồn thiên tinh hỏa toa. Đồ vật đến tay ta, cho tới bây giờ không có đạo lý thu trở về. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một vòng cười tà. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra bàn tay, một tôn tiểu đỉnh toàn thân trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, phía trên còn lưu chuyển lên sương mù thần bí, hiển nhiên chính là càn khôn định thiên đỉnh. Thu, một tiếng quát nhẹ. Hồn thiên tinh hỏa toa lập tức bị một cỗ đại lực thu nhập bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Giờ phút này, một cỗ hắc ám liệt phùng bên trong hư không, trên mặt chiến thiên cửu lộ ra khó coi vẻ, kinh hãi nói, không có khả năng, hồn thiên tinh hỏa toa làm sao có thể hoàn toàn cùng ta mất đi cảm ứng. Nhất định là hắn luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa. Con người chiến thiên cửu bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ rõ vẻ hối hận, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Hắn muốn trở lại chiến hồn đại lục không biết cần thời gian bao lâu. Cho dù trở về, chiến thần điện khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phải biết, hồn thiên tinh hỏa toa là chí bảo chiến thần điện, so với tam đại thần binh còn chân quý hơn. Không được, ta nhất định phải đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, ta liền không tin, người vĩnh viễn cũng không rời đi Lâu Lan cổ địa. Chiến thiên cửu lạnh giọng nói, trước đó, ta muốn tìm tới Lâu Lan cổ địa. Hít sâu một cái, chiến thiên cửu liền hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm đem hồn thiên tinh hỏa toa thu nhập bên trong càn khôn định thiên đỉnh, hiện tại hắn không cách nào luyện hóa, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa vây ở bên trong càn khôn định thiên đỉnh, muốn chạy là khẳng định chạy không thoát, để linh hồn phân thân chậm rãi liền có thể luyện hóa. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, liền xuất hiện ở cạnh Lâu Ngạo Thiên, hơi hơi gật đầu ra hiệu. Lâu Ngạo Thiên cũng kỳ lạ không thôi, vừa nãy Tiêu Phàm lấy ra càn khôn định thiên đỉnh, hắn đều cảm thụ đến một cỗ khí tức kinh hồn táng đảm. Còn bao lâu, Tiêu Phàm đổi chủ đề, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Cho đến bây giờ, mặc dù đi qua mấy canh giờ, nhưng thông đạo truyền tống có thể kiên trì một ngày thời gian, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi có chút nóng này. Nội tình chiến thần điện là vô cùng cường đại, hiện tại cũng có chiến thần cảnh đến. Ai biết rõ qua một lúc lại có cái gì. Ta còn cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Sắc mặt Ngạo Thiên Thần ngưng trọng nói, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt, ngưng tiếng nói, Tiêu huynh, tiếp theo phải cẩn thận một chút. Tốt, Tiêu Phàm làm sao không nghĩ như vậy chứ, theo thời gian đưa đẩy, bất an trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng mãnh liệt.
Nếu vừa nãy chiến thần cảnh cường giả đều uy hiếp không được bản thân, tại sao lại sẽ có loại cảm giác này? Tiêu Phàm nghĩ không ra, nhưng hắn biết rõ, muốn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy, nửa chén trà nhỏ cuối cùng, vô cùng có khả năng bỏ mệnh. Bất quá, nếu như đã đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm cũng không lui, nam nhân nói chuyện, một miếng nước bọt là một cái đinh. Thời gian chậm rãi xói mòn, cũng đúng lúc này trên vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, đám người đều kinh hãi nhìn không chung, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cả mảnh trời tế đều đen kịt vô cùng, một cỗ khí thức vô cùng kiềm chế tràn ngập trong trái tim mỗi người, cho dù là chiến thánh cảnh cường giả cũng có chút không thở nổi. Xuyên thấu qua cột sáng màu trắng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái móng vuốt đen kịt tràn vào bên trong thông đạo truyền tống, cỗ lực lượng kia làm đám người tê cả da đầu. Tại bốn phía thông đạo, năm người áo đen dùng hết toàn lực duy trì lấy thông đạo truyền tống ổn định, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía móng vuốt màu đen tràn ngập vẻ kính sợ. Khí tức thật đáng sợ, đó là cái gì? Trong lòng đám người tự nói, lại phát hiện căn bản nói không ra lời, tựa như cuống họng bị người dùng tay bấm. Bọn hắn chỉ thấy móng vuốt màu đen càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến mất ở bên trong thông đạo truyền tống, rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc sắc móng vuốt đáng sợ như thế, đoán chừng liền chiến thần cảnh cũng ngăn cản không nổi, lần này hẳn là sẽ tiến vào Lâu Lan cổ địa. Trên mặt Tiêu Linh Nhi lộ ra vẻ lo lắng, nàng rất muốn thông báo cho Tiêu Phàm, đáng tiếc lại không thể làm gì, dưới cô áp lực kia, nàng căn bản không thể động đậy. Trừ Tiêu Linh Nhi, mấy người lại cười lạnh không thôi, Lạc Vũ Lạc liền là một trong số đó, hắn là ước gì Tiêu Phàm lập tức bị giết chết. Chậm rãi, sương mù màu đen phía chân trời biến mất không thấy gì nữa, tựa như bọn chúng tồn tại chính là tiễn đưa móng vuốt màu đen. Bên kia thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm đột nhiên cau mày, cảm giác trái tim bị một cái tay bắt lấy, kém chút nổ tung. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, Lâu Ngạo Thiên cũng đồng thời hướng về Tiêu Phàm trông lại, trên mặt hiện lên một ý cười, nói Tiêu huynh, nếu như ngăn cản không nổi, liền không nên quá liều, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt. Tu La Điện là thanh kiếm đệ nhất chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ cái gì? Bất quá hắn vẫn hít sâu một cái, gật gật đầu nói tốt. Oanh, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn từ bên trong thông đạo truyền đến, tựa như vô số tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ từ bên trong thông đạo truyền tống vọt tới. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cột sáng thông thiên to lớn đột nhiên biến đen kịt vô cùng. Bên trong thông đạo, một cái hắc sắc móng vuốt cực tốc dò xét xuống. Đây là, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, hắc sắc móng vuốt này biết bao quen thuộc, Tu La Điện chủ đời trước không phải là bị móng vuốt này giết chết sao? Phải biết, Tu La Điện chủ đời trước là chiến thần cảnh A, hắn cũng đỡ không nổi, mình và Lâu Ngạo Thiên làm sao có thể ngăn cản được. Sốt cục đến, Lâu Ngạo Thiên khẽ híp hai mắt một cái, tựa như đã sớm biết rõ hắc sắc quỷ trảo đến, trên mặt lộ ra một cỗ sát phạt chi khí vô cùng sắc bén. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, trong lòng kinh dị không thôi, Lâu Ngạo Thiên lại đang chờ đợi quỷ trảo này. Không chờ hắn hỏi nhiều, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hết sức trịnh trọng nói ra, Tiêu huynh, xin nhớ kỹ ta vừa mới nói, cái thế giới này cần ngươi, Tu La Điện chủ thế hệ này không thể lại chết, thời gian lưu cho chúng ta càng ngày càng ít. Nói xong, khóe miệng Lâu Ngạo Thiên đột nhiên hiện lên một ý cười. Ý cười này hơi có chút ý vị thâm trường. Có ý tứ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu nhìn Lâu Ngạo Thiên. Đáng tiếc, lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều, quỷ trảo đến rất nhanh, mắt thấy là phải xuyên thấu thông đạo truyền tống, đạt tới bên trong Lâu Lan cổ địa. Cách xa nhau vô số, Tiêu Phàm cũng không chịu nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lâu Ngạo Thiên không có trả lời hắn mà đột nhiên nhìn về một đám dị chủng hồn thú cùng thần thú phía sau lưng, hết sức trịnh trọng nói, đều chuẩn bị kỹ càng chưa? Giống, tiếng giống giận rung trời vang tận mây xanh, bốn phía cuồn cuộn huyết phụ bốc lên tràn vào bên trong những dị chủng hồn thú, khí thế bọn chúng đang không ngừng tăng cường, ẩn ẩn đạt tới chiến thần cảnh. Sau một khắc, làm Tiêu Phàm kinh hãi là những dị chủng hồn thú cùng thần thú đó đột nhiên hướng về Lâu Ngạo Thiên phóng đi. Bên trong quá trình hướng Lâu Ngạo Thiên thân hình bọn chúng càng ngày càng mơ hồ. Lúc chạm đến Lâu Ngạo Thiên,
vậy mà quỷ dị biến mất. Thần niệm hợp thể, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn lúc này mới biết rõ tại sao Lâu Ngạo Thiên nói những hồn thú này không cách nào rời Lâu Lan cổ địa. Bởi vì bọn hắn vốn là vô số ý niệm tiên liệt mảnh cổ địa này biến thành, cũng không phải là chân chính tồn tại, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại, bọn chúng lựa chọn tự động biến mất, chỉ vì tăng cường thực lực Lâu Ngạo Thiên. Thực lực Lâu Ngạo Thiên nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, sau đó vượt qua cấp độ chiến thần cảnh, hơn nữa còn nhanh chóng leo lên, dường như bất tận. Mảnh cổ địa này không phải không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực sao? Hắn làm sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, quy tắc Lâu Lan cổ địa làm sao vô hiệu đối với Lâu Ngạo Thiên? Phốc, Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, hai chân có chút như nhũn ra, dù là hắn kích phát lực lượng thể nội cũng ngăn cản không nổi uy áp quỷ thủ. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên bảo vệ hắn, đoán chừng Tiêu Phàm sớm đã bị cỗ uy áp kia đè chết. Tiêu huynh, sau này còn gặp lại. Thanh âm Lâu Ngạo Thiên vang lên bên tai hắn, ngay sau đó một cỗ đại lực bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo vô cùng. Sau một lát, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lâu, Tiêu Phàm vừa mới phun ra một chữ liền nghe được một tiếng nổ kinh thiên, cả người trong nháy mắt hôn mê. Một hơi trước đó, Lâu Ngạo Thiên thôn phệ tất cả lực lượng. Toàn bộ xương mù màu máu Lâu Lan cổ địa đều bị hắn rút ra không còn, lực lượng hắn cũng dường như đạt tới cực hạn. Một bộ áo bào trắng phiêu giật, sợi tóc màu bạc trong gió vũ động, Thái A cổ kiếm cầm trong tay hướng về thông đạo truyền tống đi đến. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn, một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía dưới thông đạo truyền tống. Cấm thần, một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cả người hắn cùng Thái A cổ kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một đạo kim sắc lợi mang chói mắt phóng tới thông đạo truyền tống, xông thẳng đến quỷ thủ màu đen. Ầm ầm, kiếm mang cùng hắc sắc quỷ thủ vừa lúc tại lối ra thông đạo truyền tống đâm vào cùng một chỗ, tiếng nổ vang đáng sợ vang vọng đất trời, toàn bộ Lâu Lan cổ địa đều kém chút vỡ ra. Lấy thông đạo truyền tống làm trung tâm, cuồng bạo hư vô phong bạo quét sạch Lâu Lan cổ địa, bạch cốt khắp nơi hóa thành bột mịn. Tiêu tán tại hư không, dãy núi tung bay, sơn cốc lấp đầy. Xung quanh mấy vạn dặm, toàn bộ san thành bình địa, hung uy chiến thần cảnh có thể bắt trăng hái sao, có thể di sơn đảo hải, vượt qua người tưởng tượng. Từ sâu trong tinh không nhìn lại, một đạo khí lãng hung mãnh lấy cột sáng màu trắng làm trung tâm quét ngang tứ phương, toàn bộ Lâu Lan cổ địa trong nháy mắt răng đầy bụi bặm, thấy không rõ bên trong. Truyền tống thông đạo sáng chói cũng thiếu chút sụp đổ. Lít nha lít nhít đường vân lạc ấn trên đó, tùy thời đều có thể nổ tung. Bất quá, cũng đúng lúc này, từng đạo sương mù màu đen từ bên trong hư vô hiện ra, bao trùm lấy thông đạo truyền tống, nguyên bản cột sáng màu trắng, mấy tức liền biến thành hắc sắc. Lúc sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán, cột sáng màu trắng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lâu Lan cổ địa, nguyên bản sương mù màu máu đều mất hết, chiếm lấy bụi bặm răng đầy. Giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu. Giống, một tiếng gầm nhẹ từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, dường như hoành khóa thời không mà đến, đó là thanh âm phẫn nộ quanh quẩn trên không Lâu Lan cổ địa, thật lâu không dứt. Lúc này, phía trên tinh không, một đạo người thoáng hiện, kinh ngạc nhìn xem tinh không xa xôi, trong mắt đều là vẻ khó tin, người tới không phải ai khác, chính là chiến thiên cửu nơi đó chính là Lâu Lan cổ địa. Thế nhưng Lâu Lan cổ địa không phải không thể sử dụng áo nghĩa à, làm sao có thể bị hủy. Chiến thiên cửu ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cảm giác toàn thân run lên. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là. Đúng rồi, cũng chỉ có vị kia mới có thực lực đáng sợ như thế, có thể không nhìn áo nghĩa chi lực. Vừa nghĩ tới vị kia, chiến thiên cửu liền lạnh run, vẻ sùng bái trong mắt. Hơn nữa còn là phát ra sùng bái và kính sợ từ nội tâm. Vị kia nếu nguyện ý xuất thủ, vì sao muốn những chiến thánh đó cảnh đi tới nơi này, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chiến thiên cửu nghi hoặc không hiểu, nghĩ vậy, hắn chậm rãi hướng về Lâu Lan cổ địa tới gần. Hồi lâu, Lâu Lan cổ địa bụi bặm đầy trời mới khôi phục bình tĩnh, mặt đất xung quanh mấy vạn dặm cơ bản toàn bộ bị đổi mới một lần, rốt cuộc cảm thụ không được bất luận cái gì sinh cơ tồn tại.
mảnh cổ địa này đã hoàn toàn trở thành tử địa. Vẻn vẹn một kích liền hủy diệt Lâu Lan cổ địa, thực lực đáng sợ như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, căn bản khó có thể tưởng tượng. Vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, sương mù màu đen chậm rãi thối lui, năm người áo đen trên bầu trời hướng về phía hư không cung kính một xá, trong lòng bọn hắn kinh hãi tới cực điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vị kia vậy mà sẽ tự mình xuất thủ. Đợi đến khi sương mù màu đen thối lui, đám người trên quảng trường mới hồi phục tinh thần lại, rất nhiều người lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Có một số người coi là tự mình làm một giấc mộng, muốn nhớ kỹ một ít gì, nhưng trong đầu cái gì đều không có, căn bản không có hình ảnh. Tiếp tục tiến vào. Trong đó, thanh âm một người áo đen vang lên, trong giọng nói đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chiến thần điện cùng ta đi vào. Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở bên trên truyền tống ngọc đài, kẻ thứ nhất bước vào bên trong thông đạo truyền tống. Nhìn thấy Kỳ Hiểu tiến vào truyền tống thông đạo, những người khác tự nhiên cũng không cố kỵ chút nào, bọn hắn biết rõ, hắc sắc quỷ thủ kia đã giải quyết phiền phức Lâu Lan cổ địa. Những người khác lục tục tiến vào bên trong thông đạo truyền tống, người Sở ra đi ở cuối cùng, sắc mặt Tiêu Linh Nhi khó xử tới cực điểm, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy Tiêu Phàm. Bên trong một mảnh núi rừng Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó một cái lý ngư đả đính, đột nhiên đứng dậy, trong miệng hét lớn, Lâu Huynh. Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông vào núi rừng, chuẩn bị hướng về nơi xa phóng đi, lúc này, một đạo thanh âm từ sau lưng Tiêu Phàm truyền đến, Tiêu công tử, người không cần đi, thiếu chủ đã rời đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa, chính là Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng, bọn chúng không phải chết à, làm sao còn ở chỗ này. Chúng ta cùng với những hồn thú khác khác biệt, chúng ta không phải thần niệm tụ tập thể, thiếu chủ để cho chúng ta lưu lại để dẫn ngươi đi đến một nơi, tất cả nghi hoặc trong lòng ngươi đều sẽ được giải khai. Huyết Ma Viên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, cuối cùng hít sâu một cái, nhìn về phía Huyết Ma Viên nói, xin dẫn đường. Tiêu Phàm đi theo Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng cực tốc đi xuyên qua sơn lâm, một lúc lâu sau, ba người dừng lại trước một tòa cung điện. Trên đường, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại tới cái thế giới này. Mặc dù hắn không biết Lâu Ngạo Thiên sống hay chết, nhưng hắn có thể khẳng định một chút chính là đã không cách nào ngăn cản người chiến hồn đại lục tới nơi đây. Tiêu công tử, mời ngài. Thượng Cổ Huyết Ma Viên thủ thế mời, hắn học Lâu Ngạo Thiên không ít, trừ tướng mạo cùng người khác biệt, cùng người cơ bản không khác nhau. Tiêu Phàm gật đầu, tòa cung điện này chính là chỗ ở Lâu Ngạo Thiên, hắn trước đó tới qua nhiều lần. Chẳng lẽ trong này có đồ vật tu la nhất mạch lưu lại? Hít sâu một cái. Tiêu Phàm vẫn là đi vào, đi đến cửa cung điện, vừa quay đầu nhìn Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng một cái, nói, những người khác đã tiến vào Lâu Lan cổ địa, các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng đừng hòng quấy rầy Tiêu công tử. Huyết Ma Viên vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không phải lo lắng người khác quấy rầy, mà là lo lắng người khác gây bất lợi đối với Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng. Đi vào cung điện, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một vệt sáng chớp lóe, bên trong đại sảnh liền có thêm một đạo thân ảnh. Giống, gầm nhẹ một tiếng truyền ra, dường như vô cùng khó chịu. Tiểu Kim, ngươi ngủ hơn một năm, cũng nên tỉnh a. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, cười nói. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Tiểu Kim, từ khi được huyết thần long truyền thừa, Tiêu Phàm liền cho tới bây giờ không có nhìn thấu nó. Tiểu Kim thở phì phì múa múa móng vuốt, con người sắc bén đánh giá bốn phía. Ta đây không phải tin tưởng ngươi nhất sao, ta muốn trong đại điện một đoạn thời gian, ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cười ha ha. Tiểu Kim bất đắc dĩ nhún nhún vai, dứt khoát ghé vào cửa ra vào đại điện, rất nhanh lại truyền tới một tiếng lẩm bẩm. Tiêu Phàm lơ đễnh, chỉ cần Tiểu Kim thủ hộ ở nơi này, khẳng định không ai có thể uy hiếp được an toàn hắn. Trừ phi thực lực đối phương so với Tiểu Kim mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hướng phía trước đi đến, trong đại sảnh thập phần đơn sơ, liền trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn có một cái hộp ngọc, không có cái gì khác. Mở hộp ngọc ra, bên trong chỉ có một khối ngọc phù,
bên trên ngọc phù có một đạo phong ấn đặc biệt, chỉ có chỉ định khí tức hồn lực mới có thể mở ra, một khi những người khác mở ra, ngọc phù liền sẽ nổ tung ra. Tiêu Phàm đưa vào một sợi hồn lực, ngọc phù đột nhiên phóng từng đạo quang mang sáng lạn, sau đó tại hư không hiện lên một vệt ánh sáng, quang ảnh không phải ai khác, chính là Lâu Ngạo Thiên. Tiêu huynh, ngươi nếu nhìn thấy ta đây mà nói chỉ là tàn niệm, đã nói lên bản thể ta đã rời đi. Quang ảnh Lâu Ngạo Thiên nhìn Tiêu Phàm nói ra, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta hiện tại liền từng cái giải thích cho ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, ngươi lưu ta xuống, thực chỉ là vì ngăn cản người chiến hồn đại lục tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Hắc sắc quỷ trảo rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm chỉ hỏi hai vấn đề, hắn hiện tại quan tâm nhất là hai vấn đề này. Lâu Ngạo Thiên cười cười nói ra, còn mời Tiêu huynh chớ trách, đem ngươi lưu lại. Mặc dù một phương diện là vì ngăn cản những người khác tiến vào cổ địa, nhưng chủ yếu nhất là cùng Tu La nhất mạch có quan hệ, bởi vì ta biết, bằng vào chúng ta là không có khả năng ngăn cản chiến thần điện. Tiêu Phàm gật đầu, chiến thần điện là có 500 chiến thần, như thế nào dễ dàng ngăn cản như vậy? Về phần chủ nhân hắc sắc quỷ trảo, hắn là ai, ta tạm thời cũng không biết, truyền thừa người thủ mộ còn không hoàn chỉnh. Bất quá ta biết một chút chính là hắn là kẻ nguy hiểm nhất ngươi và ta sẽ phải đối mặt, người này đã từng giết một đời Tu La Điện điện chủ. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm biết rõ, đã từng tiến vào Tu La bí cảnh, Tiêu Phàm là tận mắt thấy chiến thần điện điện chủ bị hắc sắc quỷ trảo giết chết. Lâu Lan cổ địa thực chỉ là một cái phần mộ sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Lâu Lan cổ địa đúng là một cái phần mộ, điểm này ta xác thực không lừa ngươi. Nơi này chôn giấu lấy đám tiền bối chiến hồn đại lục, chảy xuôi vô tận máu tươi, khắp nơi đều có xương máu các bậc tiên liệt, ta không muốn thi cốt đám tiền bối bị hậu thế tùy tiện trà đạp. Cho nên ta muốn thử nghiệm ngăn cản bọn hắn tiến vào nơi này, về điểm này ta xác thực lợi dụng ngươi, nhưng kết quả như ta sở liệu, lấy thực lực ngươi và ta không giết người là căn bản là không có khả năng thành công, sự thật cũng là như thế. Bất quá, Lâu Lan cổ địa lại cũng không chỉ là một chỗ phần mộ. Chủ yếu nhất là nó phong ấn cổ tinh đạo trọng yếu nhất. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói. Cái gì? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Lan cổ địa lại có quan hệ cùng phong ấn cổ tinh đạo. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên cũng hơi có chút kích động, bình phục một cái mới nói, thời điểm lúc trước ta biết cũng rất khiếp sợ, người trước đó không phải từ một chỗ phong ma chi địa đi ra sao, phong ma chi địa cùng phong ấn cổ tinh đạo có quan hệ. Trận này tên là Cửu Khúc Ma Thần Trận. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi à, trong đó có năm đầu đã chết, kỳ thật, năm đầu hung thú là 5.000 năm trước bị người chiến thần điện giết chết, bây giờ trong trận chỉ còn lại 4 đầu, Cửu Khúc Ma Thần Trận chính là rút ra lực lượng những dị tộc ngoại xâm đến đối kháng kẻ ngoại lai, đáng tiếc lực lượng bọn chúng bây giờ đã cực kỳ bé nhỏ. Có một chút ta cũng không nói dối, Lâu Lan cổ địa không có bất kỳ cái gì thần lực chi tinh. 5.000 năm trước thần lực chi tinh cũng bị người chiến thần điện cố ý dùng để làm mồi dụ, bọn hắn chính là muốn hủy diệt phong ấn này. Bởi vì Lâu Lan cổ địa năm đó bị Tu La điện chủ cùng tiên tổ Lâu ra xử lý qua, nơi này không thể thi triển bất luận cái gì áo nghĩa, chiến thần cảnh cường giả tiến đến ngược lại sẽ phải chịu áp chế, cho nên mới có thể bị tu sĩ chiến thánh cảnh tiến đến hủy diệt Cửu Khúc Ma Thần Trận. Lâu Ngạo Thiên một hơi nói xong, thần sắc Tiêu Phàm biến lại biến. Hắn nghe ra một cái tin tức thập phần đáng sợ, ân oán chiến thần điện năm đó cùng Tu La điện sợ không phải đơn giản như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng hỏi, chiến thần điện tại sao phải hủy diệt trận này? Chẳng lẽ bọn hắn muốn phá vỡ phong ấn cổ tinh đạo? Đây cũng là việc trọng yếu nhất ta phải nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, vỉnh tai. Sợ bỏ lỡ cái gì? Lâu Ngạo Thiên cắn răng nói, sớm tại hơn 5.000 năm trước, chiến thần điện cũng đã không còn là chiến thần điện lúc trước mà đã sớm đầu nhập với kẻ ngoại lai. Tu La điện chủ một đời sở dĩ dùng sinh mệnh phong ấn cổ tinh đường là bởi vì hắn phát hiện bí mật này. Tiêu Phàm khẽ run lên, trên người tản ra sát ý như có như không, lạnh giọng nói cách khác, thế nhân chiến hồn đại lục tín ngưỡng chiến thần điện, lại chỉ là kẻ phản bội chiến hồn đại lục. Không sai, năm đó Tu La Điện Chủ bị chiến thần điện điện chủ đánh lén, cho nên mới có thể dùng hết toàn lực sử dụng ngũ hành phong ấn đến phong ấn cổ tinh đạo,
mà sau đó Tu La Điện Chủ vì gia cố ngũ hành phong ấn mà cố gắng. Ánh mắt Lâu Ngạo Thiên phức tạp nhìn Tiêu Phàm nói. Các đời Tu La Điện Chủ vẻn vẹn chỉ là vì gia cố phong ấn sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc cực kỳ phức tạp. Bản thân vẻn vẹn chỉ là vì gia cố ngũ hành phong ấn mà sinh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, vận mệnh hắn cho tới bây giờ không vì ngoại nhân chi phối. Lúc trước không được, hiện tại càng thêm không được. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải quân cờ, không chừng phá vỡ ngũ hành phong ấn, bản thân sẽ bị giết. Tiêu Phàm, ta biết người khó mà tiếp nhận kết quả này, nhưng lực lượng chiến thần điện liền không phải chúng ta có thể chống cự, càng đáng sợ hơn là chủ nhân hắc sắc quỷ trảo kia. Lâu Ngạo Thiên đắng chát cười nói, con người hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn biết rõ Tiêu Phàm có thái độ gì. Chống cự không được, vậy liền không ngừng mạnh lên, Tu La Điện Chủ lịch đại chưa hẳn chỉ vì gia cố phong ấn, Tiêu Phàm ta càng không phải. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng kiên định. Ha ha, ta biết ngươi không phải là người như vậy. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười to nói. Bản thể ngươi trước đó nói là đặc biệt vì chờ bàn tay lớn màu đen, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rõ hắn sẽ tới? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên là cố ý khảo cứu hắn mà thôi. Lâu Lan cổ địa hết sức đặc thù, ta tin tưởng ngươi và ta kiên trì cũng không có hiệu quả. Người chiến thần điện ai tới đều không thể thành công đến Lâu Lan cổ địa, chỉ ngoại trừ hắn, hắn không bị giam cầm áo nghĩa lực lượng. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói. Sau đó trên mặt hiện lên một ý cười, nói, bọn hắn không phải muốn phá hư cửu khúc ma thần trận à, ta liền dứt khoát giúp bọn hắn một cái, đem bốn đầu hung thú phóng xuất, thuận tiện mượn nhờ toàn bộ lực lượng Lâu Lan cổ địa trọng thương chủ nhân màu đen quỷ thủ. Người đem bốn đầu hung thú phóng xuất. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên. Không sai, chỉ cần cửu khúc ma thần trận chưa bị phá hư, ngũ hành phong ấn liền sẽ không ngừng liên tục lực lượng gia trì, cổ tinh đạo thần linh chi khí liền không cách nào tiến vào chiến hồn đại lục, trừ nhóm người chiến thần điện, những người khác đều không có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Như thế, chiến thần điện nhất thống chiến hồn đại lục chỉ là sự tình sớm muộn, cho nên ta liền ra sức đánh cược một lần. Bởi vì chỉ dựa vào lực lượng chiến thánh cảnh là không có khả năng đánh vỡ cửu khúc ma thần trận. Lâu Ngạo Thiên trịnh trọng gật đầu nói. Trong lòng Tiêu Phàm thì cực kỳ không bình tĩnh, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Lâu Ngạo Thiên, đây quả thực là một trận đánh cược. Phá hư cửu khúc ma thần trận, ngũ hành phong ấn liền mất đi lực lượng duy trì, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến thời điểm đó người bên ngoài lại có thể thông qua cổ tinh đạo tiến đến. Chiến hồn đại lục phồn hoa cường thịnh vạn năm trước đều không thể ngăn cản, huống chi hiện tại sẽ như thế nào. Bất quá, mọi thứ cũng có một mặt tốt, có thần linh chi khí tràn vào, chiến hồn đại lục liền sẽ liên tục không ngừng có người đột phá chiến thần cảnh. Cỗ lực lượng này nếu tập trung lại, có lẽ thật có hy vọng đối kháng chiến thần điện cũng không chừng. Đương nhiên, nếu như thế lực chiến hồn đại lục không bằng chiến thần điện, cái kia sẽ tăng tốc dã tâm chiến thần điện thống nhất chiến hồn đại lục. Cho nên nói, đây là một trận đánh cược. Ngươi yên tâm, minh hữu chúng ta là toàn bộ chiến hồn đại lục, chúng ta không thể thua. Lâu Ngạo Thiên cười nói. Ta cũng không phải lo lắng vấn đề thắng thua, sự tình này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, nhưng trong lòng lại bổ sung một câu, khó trách trước đó ta đã thấy thực lực chọc mệnh thiên vĩ không như trước, nguyên lai là bị rút lấy lực lượng trên vạn năm, nếu nó sợ u linh chiến hồn như thế. Phải chăng có thể bắt sống nó đây? Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại là đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, thực lực tăng cường gấp bội, thậm chí gấp 10 lần, lấy thực lực hắn hiện tại chưa hẳn không phải là đối thủ chọc mệnh thiên vĩ. Thậm chí, nếu như ngay cả ba con hung thú khác đều bị bắt sống, chẳng phải là thêm mấy đại trợ lực. Nếu như Lâu Ngạo Thiên biết rõ ý nghĩ Tiêu Phàm, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Đúng rồi, Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng. Chính là hai đầu trong năm đầu hung thú năm đó chết đi, bọn hắn năm bị người chiến thần điện giết chỉ còn lại một hơi, gần như diệt vong, về sau được Tu La Điện chủ cứu. Nguyên bản muốn để chúng nó tiếp tục duy trì cửu khúc ma thần trận, bất quá tu vi bọn chúng bị người chiến thần điện phế bỏ, bất đắc dĩ, Tu La Điện chủ đành phải đem bọn nó phong ấn mấy ngàn năm, chậm rãi chữa trị thương thế bọn chúng hiện tại lại một lần nữa tu luyện tới cửu giai đỉnh phong. Có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lâu Ngạo Thiên lại nói. Bọn chúng chính là hai đầu hung thú trong đó.
Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách hắn cảm giác huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng rất đặc thù, cũng kỳ quái mảnh cổ địa này còn có chân chính hồn thú, nguyên lai là như thế. Tiêu huynh, tàn niệm ta đây cũng kiên trì không được bao lâu, hiện tại nên đưa cho ngươi đồ vật này. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên hai tay kết ấn, quay người hướng về vách tường phía sau đánh tới. Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu, trên vách tường lại có một chương hồn văn đồ, theo thủ ấn Lâu Ngạo Thiên đánh ra, hồn văn đồ lập tức sống lại. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn ra, hồn văn còn thiếu một chút gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự bước ra mấy giọt tinh huyết, huyết châu óng ánh trong suốt rơi vào bên trên hồn văn đồ, hồn văn lập tức phóng quang mang cực kỳ chói mắt. Tiêu huynh, sau này còn gặp lại, ta tin tưởng chúng ta không cần bao lâu lại sẽ gặp mặt. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên chậm rãi hư hóa lên, tiếng nói rơi xuống, liền biến thành vô số quang vũ trên không trung. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, Lâu Ngạo Thiên nếu nói như vậy, đại biểu hắn cũng không chết. Mặc dù có loại cảm giác bị lợi dụng, nhưng Tiêu Phàm cũng không ghi hận trong lòng, Lâu Ngạo Thiên làm như thế cũng không phải là vì bản thân. Huống chi, Lâu Ngạo Thiên nói tất cả, hiện tại hắn sắp được xác minh, nếu như Lâu Ngạo Thiên nói dối, hắn cũng có thể trước tiên phân rõ ra. Người thủ mộ, nhìn đến cũng không phải là mộ này. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường vân đỏ bừng vô cùng chậm rãi lơ lửng, vách tường kia lập tức từ trung gian vỡ ra, hướng về hai bên di động đi, một phòng nhỏ được bố trí đơn sơ lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đến gần gian phòng trong nháy mắt, vách tường lần nữa khép kín, ngay sau đó, một cỗ áp lực bàng bạc mãnh liệt mà tới, thể nội Tiêu Phàm vang lên kèn kẹt. Cùng lúc đó, tu la huyết mạch thể nội Tiêu Phàm triệt để sôi trào lên, tựa như chân long gào thét, cực kỳ hung mãnh, đáng sợ. Hai chân Tiêu Phàm hơi hơi mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới, chẳng biết lúc nào, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc lưu quang, hướng về trong mắt Tiêu Phàm mãnh liệt đi. A Tiêu Phàm kêu lên thảm thiết, một cỗ khó chịu, đau nhói từ bên trong ánh mắt hắn tràn ngập hướng toàn thân, phải biết, dù là xương toàn thân vỡ vụn, Tiêu Phàm cũng chưa từng hô qua đau nhức. Cái này còn là lần thứ nhất, hắn nhắm chặt hai mắt, trong hai mắt đột nhiên chảy ra hai hàng máu tươi, phù phù một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng đúng lúc này, một cái hộp đen kịt trong một xó xỉnh trong phòng bỗng mở ra, bên trong bắn ra hai đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào bên trong hai mắt Tiêu Phàm. Nếu như nhìn cẩn thận, nhất định có thể đủ nhìn ra, hai đạo lưu quang lại là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Huyết sắc lưu quang trong phòng bị Tiêu Phàm hấp thu hầu như không còn, trong phòng khôi phục bình tĩnh, chỉ có ngoài thân Tiêu Phàm hiện lên từng đạo vầng sáng huyết sắc, thật lâu không tiêu tan. Lúc Tiêu Phàm hôn mê, Lâu Lan cổ địa rách nát đã tụ tập đầy người, bọn họ đều đang tìm cơ duyên ở Lâu Lan cổ địa. Đáng tiếc, khiến bọn họ thất vọng là nơi này ngoại trừ rách nát hoặc hủy diệt thì cái gì cũng đều không có. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác bị lừa gạt, từ lúc đến mảnh cổ địa này, mũi bọn họ đã vô cùng nhức mỏi, cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Có thể đột phá chiến thánh cảnh đều là người có ý chí kiên định, cảm xúc rất khó bị cảnh vật chung quanh chi phối. Nhưng đến nơi này, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không ngăn được loại cảm xúc bi thương này. Hai ba hôm đầu, tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì, đừng nói thần lực chi tinh, cho dù là linh thảo cũng không thấy một gốc, nơi này trừ phế tích cũng chỉ có xương cốt vụn. Giờ phút này trong một sơn cốc, có hơn 10 bóng người chật vật bất kham, cầm đầu chính là Tiêu Linh Nhi. Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc đáng chết, vậy mà dám đối phó với chúng ta. Trên mặt Tiêu Linh Nhi đều là sự tức giận. Hai ngày nay người Sở gia luôn bị người của Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc truy sát, thực lực của bọn họ mặc dù không tệ nhưng sao có thể là đối thủ của người hai gia tộc hợp lực chứ? Phải biết, hai đại gia tộc kia còn có hai đại yêu nghiệt cấp bậc cường giả, Sở gia cũng chỉ có Sở Vân Phi có thể chống lại hai người đó. Đáng tiếc, Sở Vân Phi bị Sở Lăng Tiêu đá vào trong hư không liệt phùng không biết tung tích, đương nhiên, cho dù hắn ở chỗ này, đoán chừng cũng sẽ không đứng về phía Sở gia. Đều do Kiếm Hồng Trần chết tiệt kia, nếu như không phải hắn giết Độc Cô Mạc Trác cùng Mộ Dung Lãng Trần, người của hai đại gia tộc này sao có thể đối phó với chúng ta chứ,
bọn họ muốn giết chúng ta để báo thù cho Độc Cô Mạc Trác cùng Mộ Dung Lãng Trần. Một thanh niên mặc lam bào của Sở gia nổi giận mắng. Dịch Bằng lạnh lùng trừng lam bào thanh niên kia một cái, lạnh giọng nói, bản thân thực lực không đủ thì đừng trách những người khác. Trong lòng Dịch Bằng, cái tên Kiếm Hồng Trần này vô cùng thần thánh không thể xâm phạm, mặc dù gia tộc của hắn bởi vì cái tên này thiếu chút nữa thì sụp đổ nhưng mà bây giờ Dịch gia lại như mặt trời ban trưa. Ta nói Kiếm Hồng Trần, mắc mớ gì tới ngươi? Lam bào thanh niên cực kỳ khó chịu nói. Lúc này, bên cạnh hắn một nữ tử mặc váy màu xanh lam nhạt nói, một số người là nô tài của Kiếm Hồng Trần đấy, còn luôn mồm gọi Kiếm Hồng Trần là thiếu chủ, Kiếm Hồng Trần đắc tội lão gia chủ, đoán chừng đã chết không thể nghi ngờ, người còn ước gì cùng hắn có quan hệ, thực đúng là thứ thấp hèn. Theo ý ngươi, ta nhận Kiếm Hồng Trần là ca ca cũng là thấp hèn rồi. Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Không, không phải, đại tiểu thư. Nữ tử mặc váy lụa màu xanh lam nhạt mặt biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu, vịt xấu xí đột nhiên biến thành phượng hoàng mà thôi, đắc ý cái gì? Nói không chừng ngày nào đó lại biến thành dược nô. Lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra, chỉ là đang phát tiết khó chịu trong lòng mà thôi. Hừ, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, lại nói ta không muốn tiếp tục nghe thấy ai nói xấu Kiếm Hồng Trần, nếu ai sợ chết có thể rời khỏi đội ngũ. Tiêu Linh Nhi ta tuyệt đối sẽ không trách hắn. Rõ, đại tiểu thư, đám người nhao nhao gật đầu, chỉ có thanh niên lam vào và nữ tử mặc váy lụa xanh trầm mặt không nói, đáy mắt lóe qua sự oán độc. Đã như vậy, vậy mọi người nghỉ ngơi ở đây nửa ngày. Tiêu Linh Nhi trầm giọng nói, dư quang quét qua hai người bọn họ, trong lòng nhắc nhở bản thân. Đám người mấy ngày nay cực kỳ mệt mỏi, có thể sống sót đã coi như là vô cùng may mắn. Lúc nghỉ ngơi cũng không có mấy người có thể nằm ngủ. Tiêu Linh Nhi xếp bằng ngồi trên một tảng đá khôi phục tinh thần cùng thể lực, nàng hiện tại mặc dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ nhưng cầm cự tinh thần một thời gian dài đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Không biết qua bao lâu, hai người Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt đi tới, sắc mặt hai người có chút không tốt. Sở Nguyệt sư tỷ, Dịch Bằng, hai người không nghỉ ngơi, tới đây tìm muội có việc gì? Tiêu Linh Nhi hỏi. Mấy ngày nay may mà có hai người họ chia sẻ bớt áp lực cho nàng. Linh Nhi sư muội, hai người Sở Thanh cùng Sở Viêm đã rời đi. Sở Nguyệt trầm giọng nói. Bọn họ rời đi không phải việc trong dự kiến sao? Tiêu Linh Nhi lơ đễnh nói. Đại tiểu thư, chúng ta đang lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Dịch Bằng nói ra. Chắc sẽ không chứ. Đôi mắt đẹp của Tiêu Linh Nhi lóe lên. Thà tin là có. Không thể tin là không. Dịch Bằng trầm giọng nói, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, hai người này đều là thập đại yêu nghiệt, nếu như bị bọn chúng bao vây, chúng ta chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Trong mắt Tiêu Linh Nhi lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó đứng dậy, nhìn về phía đám người nói, mọi người cũng nghỉ ngơi được một lúc rồi, vậy trước tiên chúng ta đổi sang chỗ khác. Đám người tất nhiên sẽ không phản đối, trong suốt quá trình đi. Ai cũng có thể qua cảm nhận được sự khó chịu và bất bình của Sở Thanh cùng Sở Viêm, mặc dù bọn họ không dám trước mặt đối địch với Tiêu Linh Nhi nhưng ai biết sau lưng sẽ làm gì. Bọn họ bây giờ rời khỏi Sở gia, về sau cũng không biết lúc nào có thể trở về, dù sao bọn họ tạm thời đã coi như là một thành viên của Chiến Thần Điện. Tiêu Linh Nhi mang theo đám người Sở gia rời đi, chân trước vừa đi, chân sau liền có người bay về phía sơn cốc. Người đâu? Người mở miệng nói chuyện là một người thư sinh mặc áo bào trắng, trong tay cầm một cây quạt xếp, tóc cột lên, phong thái siêu phàm thoát tục. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có một đoàn người bay vụt tới, cầm đầu là một thanh niên mặc huyết trường bào màu đen, mái tóc dài màu đỏ bay bay trong gió, sắc mặt tái nhợt khiến cho người ta có một loại cảm giác tà dị. Mộ Dung Minh Nguyệt, xem ra ngươi lại tới chậm. Bạch bào thanh niên cười nhạt một tiếng nói. Độc Cô Tướng Đình, người đâu? Gần như đồng thời, thanh niên mặc huyết trường bào màu đen mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ chất vấn. Xem ra chúng ta đều bị gạt. Bạch bào thanh niên cười nói, tên của hắn là Độc Cô Tướng Đình, chính là siêu cấp thiên tài của Độc Cô gia tộc, cũng là một trong thập đại yêu nghiệt cùng thời, nổi danh cùng Sở Vân Phi. Thanh niên tà dị ở đối diện chính là Mộ Dung Minh Nguyệt, là siêu cấp thiên tài của Mộ Dung gia tộc, cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hãn. Bọn chúng chưa đi được bao xa,
Mộ Dung Minh Nguyệt liếm liếm bờ môi, lộ ra sự lạnh lùng, Độc Cô Tướng Đình, lần này ngươi sẽ không tranh với ta đi. Bọn chúng là con mồi của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại đầy ý uy hiếp, giống như đang nói nếu ngươi còn dám tranh chấp với ta, ta sẽ giết chết ngươi trước tiên. Ai tìm được trước liền thuộc về người đó. Độc Cô Tướng Đình vô cùng bình tĩnh, giết mấy người đối với hắn mà nói chỉ giống như đang chơi đùa. Một lời đã định, Mộ Dung Minh Nguyệt để lại một câu nói liền mang mấy người rời đi, phương hướng kia chính là hướng đám người Sở gia chạy trốn. Chúng ta cũng đi. Độc Cô Tướng Đình thu hồi quạt xếp, đồng thời đạp không bay lên, trong mắt hiện ra một tia tiếu dung nhàn nhạt. Lúc người Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc rời đi, trong sơn cốc lại xuất hiện hai thân ảnh, nếu như bọn Tiêu Linh Nhi nhìn thấy chắc hẳn sẽ nhận ra, hai người chính là Lam Bảo thanh niên Sở Viêm cùng nữ tử Sở Thanh. Vậy mà để bọn chúng chạy mất, thực sự là đáng chết. Trong mắt Sở Thanh lóe lên vẻ ác độc. Sở Thanh, chúng ta làm như vậy được không? Sở Viêm lo lắng nói. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên, Dịch Bằng chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc, hắn lại dám giễu võ dương oai với ngươi, tiện nhân Sở Linh Nhi kia trước kia bất quá là một cái dược nô mà thôi, bọn chúng có gì mà có thể đắc ý, dựa vào cái gì mà ngồi trên đầu chúng ta? Sở Thanh phẫn nộ. Sở Viêm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, vậy bây giờ phải làm sao? Đi tiếp, ta không tin, lần này bọn chúng còn có thể chạy thoát. Bên trong một mảnh rừng xương trắng lượn lờ, chỗ này cây cối cực kỳ thưa thớt nhưng lại có xương trắng mênh mông bao phủ, là một chỗ ẩn thân vô cùng tốt. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua màn xương, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo thanh âm. Sau nửa ngày, tiếng bước chân ngừng lại. Người đi đầu chính là Tiêu Linh Nhi, so với lúc đầu, nàng lại tiểu tụy hơn không ít. Đại tiểu thư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Trên mặt Dịch Bằng lộ ra vẻ lo lắng. Những người khác cũng đã rất nóng nảy, bọn họ chạy trốn thêm mấy ngày, chết 4 người, bây giờ chỉ còn lại 12 người. Đi tới Lâu Lan cổ địa, đừng nói tìm được thần lực chi tinh gì, ngay cả cọng cỏ đều không tìm được, vẫn luôn sống trong cảnh bị đuổi giết. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo thù cho những huynh đệ tỉ muội đã chết của chúng ta. Ánh mắt của Tiêu Linh Nhi lóe qua tia lạnh lẽo, nàng chưa từng tản ra sát khí đáng sợ như vậy. Linh Nhi sư muội, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt, chúng ta cứ rời khỏi đây đã rồi tính. Sở Nguyệt vội vàng nói, nàng sợ Sở Linh Nhi chạy đi chịu chết. Thực lực của chúng ta quả thực không phải đối thủ của bọn họ, nhưng mọi người đừng quên. Sở gia chúng ta là luyện dược thế gia có lịch sử ngàn năm, chúng ta không chỉ cứu người mà còn giết người. Tiêu Linh Nhi lạnh giọng nói. Đại tiểu thư, ý ngươi là dùng độc dược giết bọn chúng. Như thế có phải quá vô nhân đạo hay không, chẳng may giết lầm người vô tội thì sao? Một người trẻ tuổi của Sở gia mở miệng nói. Nhân đạo, lúc này còn nói cái gì mà nhân đạo, bọn chúng muốn giết chúng ta giết bọn chúng có gì kỳ quái sao? Lại một người cười lạnh nói. Những người khác cũng gật đầu, những ngày qua bọn hắn sống quá khổ sở, bọn họ đều là thiên tài Sở gia, chưa bao giờ bị người khác truy sát. Tức giận này còn chưa được phát tiết ra, trong lòng bọn họ vẫn luôn khó chịu. Nếu như lạm sát kẻ vô tội thì đúng là vô nhân đạo, đây cũng là nguyên nhân ta vẫn luôn không sử dụng độc dược. Tiêu Linh Nhi ra hiệu đám người trật tự, nhưng mà mọi người có phát hiện ra không, mảnh cổ địa này. Ngoại trừ lác đác một vài thảm thực vật ra, căn bản không có bất kỳ sinh linh gì. Không sai, ở nơi này căn bản sẽ không lạm sát người vô tội. Đám người nhao nhao phụ họa nói. Trước đó ta chỉ muốn giết chết bọn chúng, đáng tiếc bọn chúng đuổi theo quá chặt, hơn nữa xung quanh tương đối rộng, muốn dùng độc dược giết chết bọn chúng rất khó, nhưng mà chỗ này lại không giống. Khóe miệng Tiêu Linh Nhi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nói đến đây. Trong tay Tiêu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện hai bình ngọc, một đỏ một trắng, Tiêu Linh Nhi mở ra bình ngọc màu trắng trước, lấy ra từng viên đan dược màu trắng, đưa cho đám người nói, mọi người ăn giải dược trước. Đám người nào dám do dự, có một vài cửu phẩm độc dược cho dù là chiến thánh đỉnh phong cũng có thể độc chết, đừng nói đến tu sĩ dưới chiến thánh cảnh trung hậu kỳ. Linh Nhi sư muội, đây là độc dược gì? Có thể độc chết bọn chúng không? Tiêu Nguyệt hỏi. Thứ này tên là hoa khai tam nhật, đây là một loại độc dược loại khí ta tự mình điều chế, ta đã từng thử,
hồn thú cửu giai hậu kỳ hoàn toàn không có sức chống cự, về phần cửu giai đỉnh phong thì không biết. Tiêu Linh Nhi nói ra, Hoa Khai Tam Nhật, đám người chấn kinh, nhưng tên lại có chút cổ quái, Dịch Bằng nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, độc này vì sao lại gọi là Hoa Khai Tam Nhật? Đến thời điểm đó ngươi sẽ biết. Tiêu Linh Nhi cười thần bí, sau đó nhẹ nhàng gỡ nắp bình ngọc đỏ ra, khí màu đỏ lan tràn, lúc hòa vào sương mù màu trắng chớp mắt liền không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Cũng đúng lúc này, bên ngoài rừng lại xuất hiện mấy chục thân ảnh, người đi đầu chính là Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Đúng là rất biết chạy, Sở gia không phải luyện dược thế gia ngàn năm à, người không biết còn cho là luyện dược thiên phú của bọn chúng đều dùng cho việc chạy trốn. Độc Cô Tướng Đỉnh cười nhạt một tiếng, quạt phe phẩy nhẹ nhẹ, vẻ mặt đắc ý nhìn. Lần này, bọn chúng ai cũng đừng hòng trốn. Mộ Dung Minh Nguyệt lại lộ ra nụ cười quỷ dị, sát khí lạnh lẽo lan tràn, Độc Cô Tướng Đỉnh, các ngươi đi vào từ bên này, chúng ta đi vào từ bên kia, thế nào? Độc Cô Tướng Đỉnh cau mày một cái, lập tức nhếch miệng cười nói, rất đúng ý ta. Dứt lời, Độc Cô Tướng Đỉnh dẫn đầu đi vào trong rừng. Người Độc Cô gia tộc nhao nhao tiến lên, có Độc Cô Tướng Đỉnh ở đây, tu sĩ dưới chiến thần cảnh bọn họ hoàn toàn không kiêng kỵ. Nhìn đám Độc Cô Tướng Đỉnh biến mất, Mộ Dung Minh Nguyệt mang theo người Mộ Dung gia tộc tiến vào từ một chỗ khác. Bên trong núi xương trắng mênh mông, mặc dù không tới mức không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng phạm vi có thể nhìn thấy được cũng chỉ có một hai trượng, hơn nữa, sương mù này còn có thể ngăn cản hồn lực khuếch tán. Trước khi đi vào rừng, tất cả mọi người rất hăng hái, nhưng mà sau khi đi vào mới phát hiện, mảnh rừng này lộ ra vẻ kỳ quái. Đám Mộ Dung Minh Nguyệt đi rất chậm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, luôn cảm giác khu rừng này không đơn giản. Thiếu chủ có ngửi thấy một mùi hương hoa không? Đột nhiên, một người trong đó mở miệng nói. Hương hoa gì? Lông mày Mộ Dung Minh Nguyệt nhíu lại, trong lòng có dự cảm bất an. Ta cũng ngửi thấy, thơm quá. Ta cũng vậy, ta cảm giác hồn lực đang tăng vọt, giống như có loại cảm giác muốn đột phá. Mấy tu sĩ tham lam hít lấy không khí, trên mặt hiện lên tiếu dung hưởng thụ, giống như sợ bỏ lỡ cái gì đó vậy. Tất cả mọi người ngừng thở, Mộ Dung Minh Nguyệt quát to một tiếng, hắn cảm giác hồn lực trong người mình cũng bắt đầu dục dịch. Loại cảm giác này, tuyệt đối không phải dấu hiệu hồn lực mạnh lên, mà là dấu hiệu hồn lực bạo động. Một khi mất đi khống chế, đoán chừng sẽ tự bạo mà chết. Nhưng mà mặc cho hắn gào thét như thế nào, những tu sĩ đắm chìm trong hương hoa căn bản bất phi sở động, trong lỗ mũi của bọn họ đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Dù vậy, trên mặt bọn họ vẫn hiện lên tiếu dung, lấy bọn họ làm trung tâm, một cỗ hồn lực cuồng bạo đang dao động, ngưng tụ thành một vòng xoáy hồn lực, giống như từng đóa hoa hồn lực đang nở rộ. Hoa hồn lực càng lúc càng lớn. Khí tức trên người tu sĩ càng ngày càng mạnh, như có một sức mạnh kích phát tiềm năng của bọn họ vậy. Đây là độc tố hồn lực, là người Sở gia đang dở trò. Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ, sắc mặt hơi thay đổi một chút nhanh, tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Nhưng mà, cho dù hắn gào thét thế nào, căn bản không ai để ý tới hắn, những người kia, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Giết người Sở gia ta, mà muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Lúc này, một giọng nói ung dung quanh quẩn trong không khí, giọng nói này chính là của Tiêu Linh Nhi. Cút ra đây cho ta. Mộ Dung Minh Nguyệt hét lên giận dữ. Hắn đưa tay vung lên, một trận gió lốc quét qua, muốn thổi tan sương mù bốn phía, đáng tiếc, những người kia vẫn không có chút phản ứng nào. Đừng phí công vô ích, những người này nếu như không tiêu hao hết huyết khí thì vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại, đây chính là cái giá mà các ngươi giết chết người Sở gia ta. Giọng nói của Tiêu Linh Nhi tiếp tục vang lên. Bọn hắn mà chết, toàn bộ Sở gia các ngươi đều phải chôn cùng. Trong mắt Mộ Dung Minh Nguyệt lóe lên quang mang tà dị, sau đó một sức mạnh nâng toàn bộ người Mộ Dung gia tộc lên, bắn ra khỏi khu rừng. Sau một khắc, Tiêu Linh Nhi mang theo người Sở gia xuất hiện ở vị trí người Mộ Dung gia tộc, Dịch Bằng nhìn qua phương hướng đám Mộ Dung Minh Nguyệt rời đi, kinh ngạc nói, Hoa Khai Tam Nhật, ta rốt cục hiểu rõ là có ý gì. Trong vòng 3 ngày, huyết khí không ngừng tăng vọt, cuối cùng khô kiệt, cũng giống như đóa hoa vậy, chỉ nở rộ 3 ngày sau chính là khô héo. Không sai, đáng tiếc trước đó không gặp được chỗ như vậy, bằng không người Sở gia cũng không cần chết. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu,
hít sâu một hơi nói, người Mộ Dung gia tộc đã tạm tạm, lại đi nhìn xem người Độc Cô gia tộc. Ở một chỗ khác trong khu rừng, người Độc Cô gia tộc cũng chẳng tốt đẹp gì, trừ Độc Cô tướng đỉnh ra, những người khác tất cả đều đang khoa tay múa chân, khí tức trên người vô cùng cường đại. Sở gia, Độc Cô tướng đỉnh nhìn người Sở gia hai mắt đỏ bừng, sát khí trùng thiên giống giận. Bất đắc dĩ, Độc Cô tướng đỉnh cũng chỉ có thể mang theo những người khác rời khỏi nơi này. Bọn họ đến tận bây giờ mới nhớ ra, Sở gia thế là luyện dược thế gia ngàn năm, trừ luyện chế đan dược ra cũng có thể luyện chế độc dược. Nhìn thấy người Độc Cô gia tộc rời đi, đám người Tiêu Linh Nhi lần nữa xuất hiện, trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Linh Nhi sư muội, tại sao Hoa Khai Tam Nhật lại vô dụng với Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt? Sở Nguyệt nghi ngờ nói, những người khác cũng có cùng nghi hoặc. Hoa Khai Tam Nhật này có hai điểm yếu, thứ nhất chính là nhất định phải ở nơi âm u ẩm ướt, hoặc là nơi có sương mù mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất, cái thứ hai, chính là có tác dụng tương đối nhỏ với những tu sĩ thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Linh Nhi giải thích nói. Ngừng lại bổ sung một câu, đương nhiên, chủ yếu nhất là trên người Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt có khả năng có hồn binh cường đại ngăn cản độc dược ăn mòn. Thì ra là thế. Đám người lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Vẻ mặt của Tiêu Linh Nhi chẳng mấy tốt đẹp, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đối đầu với hai đại gia tộc này, nhưng mà lần này, Sở gia cùng hai đại gia tộc đã coi như kết thù đến chết không ngừng. Nếu như Hoa Khai Tam Nhật có thể độc chết Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt thì tốt, sự an toàn của bọn họ sẽ được bảo đảm. Nhưng mà bây giờ, hai người Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều yên ổn rời đi, bọn chúng nhất định sẽ canh gác bên ngoài bìa rừng, không để cho bọn họ sống sót rời khỏi nơi này. Mọi người cẩn thận một chút, bây giờ chúng ta muốn rời đi có vẻ sẽ hơi khó khăn. Lời nói của Tiêu Linh Nhi lại khiến mọi người cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Chúng độc tố Hoa Khai Tam Nhật, tu sĩ chỉ có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày này, Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt sẽ không đi vào, nhưng 3 ngày sau người của hai đại gia tộc này đều chết hết, hai người đó chắc chắn sẽ phát cuồng. Linh Nhi sư muội, ta biết với thực lực bây giờ của muội, tùy thời đều có thể đi, đến lúc đó muội nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Sở Nguyệt hít sâu một cái nói. Những người khác mặc dù không muốn chết ở chỗ này nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, đều chết ở chỗ này thì không bằng chạy được người nào hay người đó. Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ mọi người. Tiêu Linh Nhi kiên định nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng không muốn sử dụng Hoa Khai Tam Nhật, bởi vì nàng không muốn khai chiến với hai đại gia tộc này, một đối một bọn họ ngược lại không sợ. Cho dù Tiêu Linh Nhi không phải là đối thủ của hai người Độc Cô tướng đỉnh, nhưng giữ chân một người thì không thành vấn đề. Đám người chỉ có thể hờ hững gật đầu, giết người Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc. Bọn họ nhất thời được hả dạ nhưng lại phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng. Thời gian từ từ qua đi, người Sở gia ở trong núi ngốc 3 ngày, hôm nay, đột nhiên từng tiếng nổ vang khiến đám người chú ý. Bắt đầu rồi. Tiêu Linh Nhi bắt đầu khẩn trương. Ngoài bìa rừng, người của Độc Cô cùng Mộ Dung gia tộc bị trúng Hoa Khai Tam Nhật, liên tiếp từng người một tự bảo. Phàm là người trúng độc, thân thể không ngừng bành trướng, hồn lực trên người cuồng loạn. Cho dù là hai đại yêu nghiệt Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không áp chế nổi. Mộ Dung Minh Nguyệt ta cùng Sở gia các ngươi không chết không thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt gào thét. Những người này cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi Lâu Lan cổ địa. Độc Cô tướng đỉnh cũng dồn nén sát khí trầm giọng nói. Lúc người cuối cùng tự bạo, ánh mắt băng lãnh của hai người lập tức chuyển về phía rừng, sát khí lạnh lẽo bao phủ. Bọn hắn chưa từng khát vọng muốn giết một ai mãnh liệt như vậy. Đi! Mộ Dung Minh Nguyệt để lại một câu, lần nữa xông vào bên trong núi. Tiêu Linh Nhi nói không sai, bọn họ sở dĩ không trúng độc là bởi vì trên người bọn họ có hồn binh khó lường, chỉ cần không phải thần phẩm độc dược sẽ rất khó xâm nhập thân thể bọn họ. Lần này hai người không tranh nhau, bọn họ bây giờ có chung một mục tiêu, chính là giết chết người Sở gia, không để lại một tên. Trong rừng, Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới nhìn về phía đám người nói, người của Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc gần như đã chết sạch, Độc Cô tướng đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta giữ chân một người, 11 người các ngươi ứng phó một người. Được,
Đám người gật đầu, sắc mặt không phải quá tốt đẹp. Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt là ai? Đây chính là một trong thập đại yêu nghiệt, nghe đồn bọn họ có khả năng đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, đám người bên mình đừng nói 11 người, cho dù 110 người thì thế nào chứ? Trước mặt hai yêu nghiệt đó, căn bản không có một chút tác dụng nào, cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Trước đó bọn họ sở dĩ có thể đào thoát, một là do hai người Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt không dùng toàn lực, chỉ là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột mà thôi. Ngoài ra, tính cảnh giác của Tiêu Linh Nhi rất mạnh, mỗi lần đều vào thời khắc mấu chốt trốn được một kiếp. Nhưng là lần này, bọn họ bị vây trong mảnh rừng này, căn bản không thể trốn đi đâu được. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất rung lên bần bật, đám người Tiêu Linh Nhi biến sắc, trong nháy mắt bày ra trận hình phòng ngự. Nhưng mà, bốn phía căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong mãnh liệt quét qua trên người bọn họ. Sương mù màu trắng lượn lờ trong không khí nhanh chóng rút về một phía. Biến cố xảy ra bất thình lình, khiến tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ mờ mịt nhìn bốn phía đề phòng. Ngao Ô cũng đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, chấn động đến mức đầu mọi người đều đau, linh hồn run rẩy, tiếng kêu kia giống như vang lên trong lòng bọn họ. Một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ trong lòng, thậm chí không thể có chút suy nghĩ nào để phản kháng. Đi! Tiêu Linh Nhi quát to một tiếng, liền dẫn đầu đi về hướng ngược lại với sương mù, những người khác nào dám do dự, cỗ uy áp đáng sợ kia khiến bọn họ không thở nổi. Mấy người chạy nhanh, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, lúc đầu một mảnh trắng xóa nhưng mà khi sương trắng biến mất, bọn họ rốt cục nhìn thấy một thân ảnh to lớn, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Đó là một con ve lớn cao khoảng 10 trượng, toàn thân nó đen kịt, phun đầy ra sương mù màu đen, vô cùng đáng sợ. Một đôi con người đen kịt liếc nhìn bốn phía, đôi cánh to lớn phía sau dương ra, chung quanh sinh ra một trận gió lớn, vô số phong nhận cắt qua không khí, cực kỳ sắc bén. Nó nằm sấp trên mặt đất, móng vuốt sắc bén hoạt động trên mặt đất, lóe ra u quang, mặt đất bị móng vuốt kéo qua rất nhiều rãnh lớn, khí thế khiếp người. Ai cũng không ngờ tới, trong núi này vậy mà lại có một con vật khổng lồ như thế, khí thế kia chính là siêu việt chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đây là, nơi xa, con người Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt co rụt lại, giống như nhận ra lai lịch của con ve kia, chăm miệng một lời hét lớn, cửu mệnh ma thiền. Lời còn chưa dứt, hai người không chút do dự xoay người chạy, nào còn nhớ tới đến đây để làm gì, trước mặt cửu mệnh ma thiền, bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng. Bọn họ chỉ cảm thấy một loại khí tức đáng sợ nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như không chạy, qua một lúc có khả năng sẽ không kịp. Chạy mau, Tiêu Linh Nhi cũng quyết định thật nhanh, mang theo người sở ra chạy về một hướng khác. Cửu mệnh ma thiền xuất hiện, trong nháy mắt xáo trộn kế hoạch của Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, nhất cử nhất động của hai người đều bị cửu mệnh ma thiền nhìn chằm chằm. Đừng nói giết Tiêu Linh Nhi cùng người sở ra, giờ phút này bọn họ chỉ muốn tìm cách bảo toàn mạng sống của mình. Phải biết, cửu mệnh ma thiền là cấp bậc thần thú. Uy áp phát ra từ người nó cho dù không bằng thần giai thần thú, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng điều này đối với đám người Tiêu Linh Nhi tạm thời là một chuyện tốt, cửu mệnh ma thiền giúp bọn họ ngăn chặn lại hai đại yêu nghiệt, cho bọn họ đầy đủ thời gian chạy trốn. Sau khi đám người Tiêu Linh Nhi chạy trốn thì không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chờ lúc bọn họ nghe được tin tức về cửu mệnh ma thiền đã là 3 ngày sau. Giờ phút này, bọn họ đang ở một tòa thành thị rách nát ở phụ cận. Từ đằng xa truyền đến một trận tiếng nghị luận. Mẹ nó, đúng là suối quẩy, đến lâu lan cổ địa không tìm được cái gì lại gặp phải một trong tứ đại hung thú phá vỡ phong ấn chạy ra, đến tu sĩ chiến thần cảnh cũng không chống lại được. Đúng vậy, ta nghe nói hai người Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không chống lại được cửu mệnh ma thiền, bọn họ đều bị thương không nhẹ. Ta tận mắt nhìn thấy cảnh hai người bọn họ chống lại cửu mệnh ma thiền, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đúng rồi. Ta nghe nói cái chết của rất nhiều người của Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc có liên quan đến sở gia, hai người hiện tại đang toàn lực lùng bắt người sở gia. Vậy chưa chắc, ta nghe nói có một tu sĩ thế hệ trước của chiến thần điện đã có được thần lực chi tinh, hắn đã giấu đi rồi, đợi truyền tống thông đạo 2 tháng sau mở ra lần nữa. Thật à, chẳng lẽ lâu lan cổ địa thật sự có thần lực chi tinh? Đám người ngươi một câu ta một câu, vừa nghe đến mấy chữ thần lực chi tinh. Trên trán tất cả mọi người đều phóng hào quang,
sau đó có một số ít người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi tìm kiếm thần lực chi tinh. Nghe được tiếng nghị luận của đám người, sắc mặt của người Sở gia lập tức trở lên khó coi, sắc mặt Dịch Bằng trở nên vô cùng âm trầm, nói cửu mệnh ma thiền vậy mà đáng sợ như thế, cả hai tên yêu nghiệt kia cũng không phải đối thủ. Cửu mệnh ma thiền kia cho dù không phải thần giai, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua phía dưới thần giai đều là con kiến hôi hay sao? Thần sắc Tiêu Linh Nhi có chút ngưng trọng. Ta thấy vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt nếu biết chúng ta ở chỗ này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sở Nguyệt trầm giọng nói. Đám người Sở gia yên lặng rời đi, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một giọng nói kinh ngạc, kia chẳng phải người Sở gia sao. Nhanh đi thông báo cho Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, có thể lấy được một khoản tiền thưởng không nhỏ. Nghe nói như thế, người Sở gia bị dọa cho phát sợ, bước chân nhanh hơn không ít, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà con đường chạy trốn của đám người Tiêu Linh Nhi lại bắt đầu. Lúc này, trong một tòa thành trì cũ nát khác cũng tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ đang tìm kiếm cái gọi là cơ duyên kia, đột nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía một hướng. Nơi đó truyền đến từng đạo năng lượng rung động mãnh liệt, lúc bọn họ quay qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy hai chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên phóng lên tận trời. Chùm sáng màu đỏ giống như hai đạo cực quang, nối liền chân trời, bắn loạn xạ trong không khí, những nơi đi qua, giống như không khí bị xé toạc, cực kỳ kinh khủng. Cho dù là cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy chùm sáng màu đỏ chói mắt đó. Dị bảo xuất thế, không biết ai kêu to một tiếng. Đám người nhao nhao chạy về hướng chùm sáng kia, giống như hoàn toàn không muốn sống vậy. Bọn họ đi vào lâu lan cổ địa đã được chừng 10 ngày, phần lớn là không thu hoạch được gì, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ai cũng không biết, hai chùm sáng kia là kích xạ từ vị trí cung điện chỗ Tiêu Phàm. Lúc hai chùm sáng bắn về phía chân trời, thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng thủ hộ bên ngoài cung điện lộ ra vẻ lo lắng. Cảm nhận thấy một khí thế cường đại tới gần, hai thú nhìn nhau liền biến mất tại chỗ. Gào, sau một lát, nơi xa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đầu huyết sắc cự viên cao mấy chục trượng đang điên cuồng gào thét. Ở một chỗ khác lại là một con thông thiên cự mãng dài hơn trăm trượng đang quay cuồng, khí tức đáng sợ khiến tu sĩ xung quanh không dám tiến lên. Mà lúc này bên trong cung điện, Tiêu Phàm đang lăn lộn trên mặt đất, hai mắt hắn đỏ bừng như máu. Tản ra hai chùm sáng đáng sợ, xuyên qua không khí. Trong hai mắt của hắn, tản ra một cỗ uy áp đáng sợ, cỗ uy áp này làm cho không khí xung quanh chuyển động chậm lại, thậm chí ngay cả hồn lực đều biến thành nặng nề như núi. Đau đớn đáng sợ rằng xé thần kinh Tiêu Phàm, một lúc lâu sau, loại đau đớn này mới từ từ biến mất, hai chùm sáng đỏ cũng đồng thời biến mất. Giờ khắc này mắt Tiêu Phàm đều biến thành màu đỏ như máu, không có con ngươi, cực kỳ đáng sợ. Hai hàng máu khô lưu lại bên khóe mắt hắn, đông lại thành cục máu đông, nhìn qua càng thêm đáng sợ, ngay sau đó, hai mắt từ từ đóng chặt, tất cả khôi phục như bình thường. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi dậy, lau vết máu trên khóe mắt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, hắn nhắm hai mắt, lại chưa từng mở ra. Không nghĩ tới Tiêu Phàm ta cũng có một ngày bị mù. Tiêu Phàm cười nhạo nói, nhưng mà hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không vui không buồn. Dùng hồn lực đảo qua trong phòng một cái, lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, một vệt sáng bay vụt tới, nháy mắt rơi xuống bờ vai Tiêu Phàm. Vất vả ngươi rồi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Gào, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt nhìn Tiêu Phàm, rất hiển nhiên nó cũng phát hiện hai mắt Tiêu Phàm xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta không sao, có lúc mắt mù, tâm lại càng sáng hơn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, không quan tâm đến vấn đề mắt bị mù. Đạt tới cảnh giới bây giờ đã không cần dùng hai mắt để nhìn rõ một số chuyện, bình thường đều dùng hồn lực để phán đoán. Tiểu Kim lại gầm nhẹ mấy tiếng, xác nhận một lần, lúc này mới yên tâm nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem nó đưa vào bên trong không gian bí cảnh, Tiểu Kim lại cự tuyệt, muốn nằm sấp ở trên vai hắn. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Kim. Hắn sao lại không hiểu chứ, Tiểu Kim đang lo lắng cho an nguy của hắn cho nên không đồng ý tiếp tục ngủ. Đột nhiên, lỗ tai Tiêu Phàm rung động một cái,
mặc dù mắt không thấy đường, nhưng lỗ tai lại càng thêm linh mẫn. Xem ra thế giới bên ngoài đã không còn yên ổn nữa rồi. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đi về phía cửa. Chỉ là vừa đi đến cửa, Tiêu Phàm lại ngừng lại, sau đó vận chuyển phân cân thác cốt thuật cùng hồn biến liếm tức thuật, tùy ý biến thành một khuôn mặt bình thường. Nếu như để những người khác biết Tu La Điện chủ mù mắt, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, thân hình Tiểu Kim cũng biến hóa, biến thành một con bạch sắc sư tử dài 2 mét, cao 1 thước, sau đó ghé vào dưới chân Tiêu Phàm. Gào, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Tiêu Phàm ngồi trên lưng nó. Cảm ơn ngươi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm hơi hơi cảm động, xoay người liền xuất hiện trên lưng Tiểu Kim. Tiểu Kim kích động hét lớn một tiếng, liền chạy về phía ngoài cung điện. Không lâu trước đó, bên ngoài đại điện, thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng đại sát tứ phương, sự hung ác của hai hung thú đã khiến tu sĩ bốn phía sợ hãi, sau khi giết chết mấy chục người thì không còn một ai dám bước lên trước. Trong này khẳng định có dị bảo, bằng không hai đầu dị chủng hồn thú cũng sẽ không thủ hộ ở chỗ này. Không sai, người đến đây càng ngày càng nhiều, lúc nữa chắc chắn có thể giữ chân bọn chúng, cơ hội của chúng ta sẽ đến. Trừ phi là cường giả thế hệ trước, hoặc là thập đại yêu nghiệt đến, bằng không thì quả thật không mấy người có thể là đối thủ của dị chủng hồn thú và thần thú. Đám người không dám tiếp tục xông lên, bọn họ đang đợi cơ hội tốt nhất để ra tay, bây giờ đi lên chỉ là tự tìm cái chết mà thôi, bọn họ không ngốc như vậy. Chỉ cần nơi này có bảo bối, thì kiểu gì cũng sẽ có cường giả đứng ra. Hô hô, đột nhiên, hai đạo lưu quang từ đằng xa vọt tới. Uy áp bàng bạc như gió bão cuốn tới, rất nhiều người không khỏi lui ra sau mấy bước. Là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, có người kêu lên sợ hãi, nhận ra lai lịch của hai người kia, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Trong nháy mắt, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt xuất hiện ở chung quanh đại điện, ánh mắt hai người dừng lại trên người Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng, ánh mắt lấp lánh. Thượng Cổ Huyết Ma Viên này thuộc về ta, vừa vặn ta còn thiếu một cái tọa kỵ. Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng bá đạo nói, ánh mắt nhìn Thượng Cổ Huyết Ma Viên phóng ra tinh quang. Đã ngươi mở miệng trước, Huyết Ma Viên liền thuộc về ngươi, Long Văn Thần Mãng thuộc về ta, mặc dù dùng một con rắn làm tọa kỵ có chút quái dị, nhưng dù sao cũng là dị chủng hồn thú. Độc Cô Tướng Đình phe phẩy quạt xếp trong tay. Hai tên danh con các ngươi, một ngón tay của ta liền có thể bóp chết các ngươi. Con mắt đỏ bừng của Huyết Ma Viên nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt. Nhè răng trợn mắt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nó đường đường là thần thú, mặc dù tu vi rất xuống, nhưng sự cao ngạo bên trong nó không phải người bình thường có thể sánh được, há sẽ làm tọa kỵ của nhân loại. Cho dù là Tiêu Phàm, bọn chúng cũng cần phải cân nhắc, hơn nữa còn là nể mặt ơn cứu mạng năm đó của Tu La Điện Chủ, bằng không thì cho dù Tiêu Phàm muốn bọn chúng làm thú cưỡi, bọn chúng cũng sẽ liều mạng. À, còn biết nói chuyện, vậy càng thú vị. Mộ Dung Minh Nguyệt cười tà tà một tiếng, từng bước một đi về phía Huyết Ma Viên, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ hàng phục nó. Ầm ầm, đột nhiên, cách đó không xa trong đại điện truyền đến tiếng nổ liên tiếp, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mộ Dung Minh Nguyệt ngừng bước chân, hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng cũng giống như thế, trong mắt hai con thú lại thả lỏng không ít. Bọn chúng ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, không phải chỉ là vì chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện sao? Bây giờ cánh cửa đại điện mở ra, không cần nghĩ cũng biết là Tiêu Phàm đi ra. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bàn chân khổng lồ đầy lông từ đại điện vọt ra, ngay sau đó là một cái đầu to lớn. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì nhào lên, trong cung điện không phải nên chỉ có Tiêu Phàm à? Tại sao lại xuất hiện thêm một đầu hồn thú? Nhưng mà sau một khắc, hai thú bỗng nhiên ngừng lại, một đầu bạch sắc sư tử hiển lộ trong tầm mắt của đám người, tại trên lưng nó, đang chở một thân ảnh. Mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng mà hai thú vẫn có thể nhận ra, Tiêu Phàm vẫn mặc bộ y phục từ lúc hắn tiến vào. Cũng đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm xuất hiện trong đầu hai con thú, đa tạ hai vị đã hộ pháp, Tiêu Mỗ không có việc gì. Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng trong mắt đều là vẻ kinh dị, bọn chúng không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm làm thế nào thay đổi khuôn mặt, thậm chí ngay cả khí tức hồn lực đều thay đổi.
người trẻ tuổi, đem đồ vật bên trong giao đi ra, để cho ngươi toàn thây. Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ về hướng Tiêu Phàm, ngữ khí cực kỳ bá đạo, tùy tiện. Vị huynh đài này, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta cam đoan Mộ Dung Minh Nguyệt sẽ không làm gì được ngươi. Độc Cô Tướng Đình cũng mở miệng cười nói. Hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, khó nén vẻ kiêu ngạo trong mắt. Hắn thấy, lúc hắn nói ra tên Mộ Dung Minh Nguyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, sau đó cầu cứu hắn. Dù sao, danh hào thập đại yêu nghiệt, không phải vang dội bình thường. Mà Tiêu Phàm, chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu như Mộ Dung Minh Nguyệt muốn giết hắn, hắn sao có thể là đối thủ chứ? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng thần sắc lại không chút mảy may thay đổi, lơ đễnh nói, Mộ Dung Minh Nguyệt, là cái quái gì? Tên tôm tép ở đâu đến? Tên gia hỏa này dám nói Mộ Dung Minh Nguyệt là tôm tép. Đám người nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi hít một hơi lạnh, tên gia hỏa này muốn chết sao? Mộ Dung Minh Nguyệt là đại nhân vật của thập đại yêu nghiệt đó, ai dám nói hắn là tôm tép? Dù là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh thế hệ trước nhìn thấy hắn cũng phải nhường ba phần, nếu hắn liều mạng, dưới chiến thần cảnh đoán chừng không mấy người là đối thủ của hắn. Vẻ mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, tên Mộ Dung Minh Nguyệt, hắn tất nhiên nghe nói qua, nhưng mà còn chưa tới mức khiến hắn sợ hãi. Mắt hắn mặc dù mù, nhưng mà hồn lực trong nháy mắt bắt được bóng dáng nhất cử nhất động của mọi người, khí tức Mộ Dung Minh Nguyệt phát ra rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Thú vị, Mộ Dung Minh Nguyệt ta còn chưa bao giờ bị người khác khinh thường đấy, đây là lần đầu tiên. Mộ Dung Minh Nguyệt không những không giận mà còn cười, liếm liếm bờ môi khô ráo. Bởi vì ngươi chưa từng gặp ai mạnh hơn ngươi. Giọng nói Tiêu Phàm đạm mạc vang lên. Mộ Dung Minh Nguyệt mặt trầm xuống, cực kỳ khinh thường nói, hay một câu còn chưa gặp ai mạnh hơn, theo ý ngươi thì ngươi mạnh hơn ta đúng không? Ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngược. Trong những người cùng tuổi, ai dám nói nhất định mạnh hơn Minh Nguyệt công tử, tiểu tử này không phải chỉ là một tên mù hay sao, quả thật biết giả bộ. Ta nghĩ không phải như thế, tiểu tử này chắc chắn lấy được thứ gì đó ở trong đại điện, cho nên liền tự cho mình là đúng. Có lẽ thực sự là bảo bối, Minh Nguyệt công tử cùng tướng Đình công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, đám người giống như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn ngập sự khinh thường. Tiêu Phàm híp hai mắt, không đáp lời, Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù mạnh hơn so với Sở Vân Phi một năm trước, nhưng Tiêu Phàm cũng không còn là hắn của một năm trước. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào thứ như ngươi, 10 người ta cũng giết không ta. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức giận tím mặt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, nhàn nhạt lắc đầu, giống như đang trần thuật một sự thật vậy. Tu La kiếm đặt nằm ngang trên hai chân hắn, ngón tay khẽ vuốt ve Tu La kiếm, nhắc tới cũng là một loại châm chọc, tận đến lúc mắt mù, Tiêu Phàm mới phát hiện bản thân càng thêm hiểu biết về Tu La kiếm. Chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ bảo vệ ngươi, cho dù ngươi đem đồ vật giao cho ta, dập đầu nhận lỗi trước mặt bản công tử cũng nhất định giết không tha. Trên người Mộ Dung Minh Nguyệt tản ra khí hắc sắc, cả người lộ ra vẻ vô cùng tà dị. Xa xa nhìn lại, sau lưng hắn vậy mà xuất hiện một mặt trăng giống như đến từ cửu U Chi Nguyệt, nó tên là Minh Nguyệt. Người chưa đến, một cỗ khí thế khó mà chống lại bắn về phía Tiêu Phàm, thiên địa cũng bắt đầu lay động, giống như đang tiếp nhận một cỗ uy áp. Mà Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở kia. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đạm nhiên, thần sắc rốt cục xảy ra biến hóa, tiểu tử này dám nói ra những lời kia, nếu như không phải người ngu, vậy nhất định có đủ thực lực. Nhưng mà phần lớn người vẫn không tin, trừ tu sĩ thế hệ trước, trong cùng thế hệ, còn có ai có thể là đối thủ của Mộ Dung Minh Nguyệt. Tiêu Phàm ngồi ở kia, nhẹ nhẹ vuốt ve Tu La kiếm trong tay, giống như đang vuốt ve nữ tử yêu mến vậy. Gào, nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng óng lóe ra huyết sắc hỏa diễm, tùy tiện kêu lên liền ẩn chứa thần long chi uy. Con tôm nhỏ như vậy, còn không cần ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại,
Mộ Dung Minh Nguyệt tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm thật sự không quá để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn đã khóa chặt vào cường giả chiến thánh cảnh đời trước. Lần này, Tiêu Phàm mặc dù mù hai mắt, nhưng lại có được càng nhiều thứ, Tu La nhất mạch truyền thừa cũng hoàn thiện hơn không ít. Hơn nữa, Tiêu Phàm vẫn nhìn không thấu thực lực của Tiểu Kim, chỉ ít hắn thấy, Tiểu Kim hiện tại so sánh với hắn chắc chắn mạnh hơn. Người trẻ tuổi, ngươi là người phách lối nhất mà bản công tử từng gặp qua, nể mặt ngươi chọc cười bản công tử sẽ cho ngươi chết dễ nhìn một chút. Mộ Dung Minh Nguyệt rốt cục nhìn không được. Thân hình khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết hắc sắc trường kiếm, một đạo khí màu đen huyết kiếm xẹt qua chân trời, trực tiếp xé mở không khí bắn về phía Tiêu Phàm. Chiến thánh cảnh đỉnh phong, đám người kinh hãi nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, một kiếm tùy ý như vậy lại ẩn chứa thiên địa chi uy, không phải chiến thánh đỉnh phong thì là gì chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt xem ra thực sự phẫn nộ rồi, đánh với một tên chiến thánh cảnh hậu kỳ lại còn thêm vào cả sức mạnh của thiên địa chi uy. Độc Cô Tướng Đình nhẹ nhàng phe phẩy quạt, có chút ngoài ý muốn nói. Đột nhiên, Độc Cô Tướng Đình nhìn về đám người ở nơi xa, nơi đó có mấy người đang lẩn trốn trong đám phế tích, thỉnh thoảng nhìn về hướng này. Hả, sắc mặt Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên lạnh lẽo, sát khí nặng nề tỏa ra từ trên người hắn, nói cho là thay đổi trang phục, bản công tử liền nhận không ra sao. Khí tức hồn lực của các ngươi không thay đổi đâu. Độc Cô Tướng Đình không còn để ý tới chiến đấu giữa Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm, mà là chậm rãi đi về đằng phế tích ở chỗ xa xa. Nơi đó có mấy đạo thân ảnh, mấy người nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Bị phát hiện, trong đó có một người mở miệng nói, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, chắc chắn có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là Sở Nguyệt. Bên cạnh nàng chính là Tiêu Linh Nhi cùng Dịch Bằng cùng đám người Sở gia. Tiêu Linh Nhi một bước tiến lên, ngăn khuất trước mặt đám người, cũng không quay đầu lại nói, mọi người đi mau, ta lở lại ngăn cản hắn. Đại tiểu thư, người đi mau, chúng ta ngăn chặn hắn. Dịch Bằng không chút do dự nói ra, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đã đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, Độc Cô Tướng Đình cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, sao có thể yếu chứ? Bọn họ rốt cục hiểu rõ, lần trước đám Độc Cô Tướng Đình sở dĩ không giết bọn họ, chỉ là vì lười tự mình động thủ mà thôi. Ai cũng đừng nghĩ chạy được. Đột nhiên, giọng nói băng lãnh quanh quẩn trong không trung, Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên đám người, con người băng lãnh quan sát bọn họ, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Kia không phải người Sở gia sao? Nghe nói bọn họ độc chết không ít người Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt chính là đang tìm bọn họ báo thù mà. Tiếng vang cực lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn nơi xa một cái, sát ý càng tăng lên, Độc Cô Tướng Đình, để lại cho ta mấy người, ta muốn khiến bọn chúng sống không bằng chết. Dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo chớp lóe phóng về phía Tiêu Phàm, hắn dùng đạo huyết khí màu đen mở đường, thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Thập đại yêu nghiệt, a à, gần như đồng thời, Tiêu Phàm động, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Sau đó sát ý lạnh như băng tản ra từ người hắn, không khí giống như đột nhiên dừng lại, đến không khí cũng hầu như bị rút sạch. Đạo kia huyết kiếm khí màu đen đột nhiên keng một tiếng, liền biến mất trong không trung, vẻ mặt Mộ Dung Minh Thần lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng tranh đấu với Nhật Nguyệt. Chết đi! Chữ chết vang lên, sau lưng Mộ Dung Minh Nguyệt ẩn ẩn hiện lên một vòng huyết hắc sắc minh nguyệt, khí thế nháy mắt tăng vọt, thiên địa chi uy quay cuồng, trong không khí liên tục vang lên tiếng nổ. Cùng lúc đó, tà kiếm trong tay Mộ Dung Minh Nguyệt chạm xuống, một vòng trăng khuyết huyết hắc sắc xuất hiện trong không khí, bao phủ Tiêu Phàm, muốn nuốt chửng Tiêu Phàm. Nghe đồn Minh Nguyệt là một trong những con đường đi đến cửu u, không biết có phải là thực hay không. Nhìn thấy vòng minh nguyệt này, đám người toàn thân nổi da gà, nhao nhao lui về phía sau. Bách hoa sát, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm đột nhiên phá không mà ra, một đạo hàn quang lóe qua trong đôi mắt hắn, trong không khí đột nhiên vang lên vô số tiếng kiếm rít, hư không liệt phùng trong nháy mắt đông kết, vô số kiếm khí xuyên qua người Mộ Dung Minh Nguyệt. Nhanh, cực kỳ nhanh, so với hồi đầu thi triển một kiếm này, uy lực đã lớn hơn rất nhiều.
cái này có liên quan đến thu hoạch mấy hôm nay của Tiêu Phàm. Bách hoa sát, sát khí Tiêu Phàm tản ra, tất cả sát ý khác đều lu mờ. Phốc phốc phốc, tiếu dung trên mặt Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt ngừng lại, trên người máu tươi bắn ra, cả người bay ngược về sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Mặc dù vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của hắn nhưng Tiêu Phàm lại chỉ dùng một kiếm hời hợt mà thôi. Một kiếm hời hợt liền khiến bản thân hắn trọng thương, thực lực của sẽ khủng bố tới mức nào chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt vậy mà thụ thương, đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, có chút tê dại ra đầu, đây chính là thập đại yêu nghiệt a, hắn vậy mà bại. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối chỉ ngồi trên lưng Tiểu Kim, chỉ là lúc vừa xuất chiêu hơi phẩy một cánh tay. Ngươi là ai? Mộ Dung Minh Nguyệt bắn ra mấy chục trượng mới ổn định được thân hình, hắn không quan tâm thương thế trên người, có chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm nói. Chỉ là hạt gạo mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt vô cùng khó xử, nếu như thực lực của Tiêu Phàm chỉ là hạt gạo, vậy hắn đây thì tính là cái gì đây? Mình bị một hạt gạo đánh bại. Ngươi, Mộ Dung Minh Nguyệt ngậm miệng không nói gì, vừa rồi hắn khinh thường Tiêu Phàm như vậy. Nhưng nào biết được, Tiêu Phàm liền nhanh như vậy đem lời này trả lại cho hắn. Thừa dịp ta tâm tình tốt, bây giờ lập tức xéo ngay cho ta. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Những người khác nghe vậy, không khỏi bị lời này của Tiêu Phàm khiến cho giật mình, dám bảo Mộ Dung Minh Nguyệt xéo đi, thật đúng là lớn mật. Nhưng mà, khiến bọn họ càng thêm ngoài ý muốn là, Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù phẫn nộ nhưng quả thực không xông lên nữa. Suy suy. Cũng vào lúc Mộ Dung Minh Nguyệt do dự, một đạo kiếm khí xé rách hư không đáng sợ bay đến dọa cho Mộ Dung Minh Nguyệt phát sợ. Lúc vội vàng, Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng né sang một bên, dư quang dọc theo phương hướng đó nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Phàm chẳng biết từ lúc nào đạp không mà lên, bay về hướng hắn. Sát ý kia càng thêm băng lãnh so với khi nãy. Trong lòng Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn nào có ngờ tới, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả thời gian suy nghĩ đều không cho hắn. Liền trực tiếp đánh tới. Một kiếm vừa rồi, nếu như không tránh kịp, hoàn toàn đủ để lấy mạng hắn. Hừ, Mộ Dung Minh Nguyệt ta còn chưa bao giờ sợ ai đâu. Mộ Dung Minh Nguyệt gầm thét một tiếng, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, chuẩn bị đánh về phía Tiêu Phàm. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa mới bước ra một bước, lại bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Tiêu Phàm bay vụt qua người hắn, không xuất thủ với hắn. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn không phải mình? Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhìn về hướng Tiêu Phàm, lại phát hiện ra, nơi đó chính là chỗ Độc Cô Tướng Đình. Nghĩ vậy, lửa giận Mộ Dung Minh Nguyệt xông lên, bị người ta một kiếm đánh lui thì thôi đi, lại còn bị người ta khinh thường, đây quả thực còn khó chịu hơn việc giết hắn. Một kiếm kia đối phương chỉ dùng để mở đường thôi, cũng không phải cố ý công kích hắn. Cho dù có thể giết chết Mộ Dung Minh Nguyệt hắn, cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Nghĩ vậy, lửa giận Mộ Dung Minh Nguyệt càng tăng lên nhiều hơn, bản thân đường đường là một trong thập đại yêu nghiệt, lại bị người ta khinh thường. Nhưng mà, tinh thần của Tiêu Phàm đã không còn ở nơi này, sát khí của hắn tập trung vào Độc Cô Tướng Đình ở nơi xa, sát ý này còn lạnh lẽo hơn so với sát khí phóng ra với Mộ Dung Minh Nguyệt. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tên gia khỏa này chỉ có sức mạnh đánh ra một kích, đánh không lại Mộ Dung Minh Nguyệt liền bắt đầu chạy trốn sao? Ở đằng xa, Độc Cô Tướng Đình một kiếm một người, đã giết chết bốn người Sở gia, hắn giống như đang cố ý tra tấn đám tiêu linh như vậy, những người kia chết rất khó coi, tất cả đều chết không toàn thây. Chỉ còn tám người, các ngươi muốn chết như thế nào? Độc Cô Tướng Đình nhìn tám người còn lại, con ngươi hiện ra lãnh quang. Độc Cô Tướng Đình, người đúng là một tên mặt người giả thú, muốn giết cứ giết, có cần thiết phải tra tấn người ta không? Tiêu linh nhi phẫn nộ nói. Nàng mặc dù không sợ Độc Cô Tướng Đình, nhưng nàng lại không bảo vệ được những người Sở gia khác. Thập đại yêu nghiệt sở dĩ xưng là thập đại yêu nghiệt, chính là vì có thể vượt giai chiến đấu, Tiêu Linh Nhi nàng cũng có thể giao phong chính diện với Độc Cô Tướng Đình đã coi như rất lợi hại rồi. Ta chính là thích nghe tiếng các ngươi kêu thảm thiết. Độc Cô Tướng Đình đạm nhiên nói, phe phẩy quạt xếp trong tay, cực kỳ nho nhã, nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn khác với khí chất. Yên tâm. Ta sẽ khiến ngươi kêu đủ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Độc Cô Tướng Đình, một dải lụa màu bạc xẹt qua chân trời, xông thẳng về phía hắn. Ai,
cảm nhận được cỗ hàn ý kia, Độc Cô Tướng đỉnh tim gan phát lạnh, nhanh chóng tránh sang một bên. Kiếm khí màu bạc giống như một tia sét xé rách trời đất, thế như trẻ tre, hủy diệt tất cả, đến không khí cũng bị cắt ra. Độc Cô Tướng đỉnh tốc độ vô cùng nhanh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đầu vai bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi bay ra. Hắn vội vàng cầm lấy cây quạt trong tay ngăn trước người, một đạo quang mang tản ra từ trên cây quạt, đem hắn cả người hắn bảo vệ trong đó, lúc này mới tránh thoát được những kiếm khí khác. Lại là ngươi, bản công tử chưa từng chọc vào ngươi, ngươi cũng dám đến khiêu khích ta. Độc Cô Tướng đỉnh sắc mặt khó coi, sát khí nặng nề nói. Khiêu khích ngươi, ngươi cũng quá đề cao bản thân đi, ta tới là để giết ngươi. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nhưng mà sát ý trên người cũng vô cùng lạnh lẽo, không thèm mảy may che giấu. Trong không khí tản mát ra sương lạnh, bốn phía nhiệt độ hạ thấp mấy chục độ, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này sát ý sự khủng bố. Giết ta, Độc Cô Tướng đỉnh ngửa mặt lên trời cười to, sau một lát tiếng cười ngừng lại, châm chọc nói, ngươi tưởng là sống sót được trong tay Mộ Dung Minh Nguyệt liền vô địch thiên hạ. Giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cách đó không xa Mộ Dung Minh Nguyệt nghe được câu này, trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, lão tử dùng 8 phần thực lực bị hắn một kiếm đẩy lui, một ý niệm trong đầu của Độc Cô Tướng đỉnh ngươi liền có thể giết hắn. Cho dù ngươi không đặt hắn vào trong mắt, vậy đặt Mộ Dung Minh Nguyệt ta ở chỗ nào đây? Độc Cô Tướng đỉnh, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào để giết hắn? Trong mắt Mộ Dung Minh Nguyệt phóng ra lãnh quang. Tiêu Phàm từng bước một bay về phía không trung. Tiêu Linh Nhi lo lắng kêu lên, vị công tử này, đây là chuyện giữa Sở gia cùng Độc Cô gia tộc, không cần thiết liên lụy đến ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm vừa rồi mặc dù thành công đánh lén Độc Cô Tướng đỉnh, nhưng thực lực chân chính của Độc Cô Tướng đỉnh, trừ những người trong thập đại yêu nghiệt, những người trong cùng thế hệ không ai là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi quay đầu, nhìn Tiêu Linh Nhi, cười cười nói, chuyện của muội chính là chuyện của ta. Nhìn thấy khuôn mặt kia của Tiêu Phàm, bọn Tiêu Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm vẫn luôn nhắm hai mắt, rất hiển nhiên, hắn bị mù. Bọn họ thực sự không hiểu, tại sao người này dù phải liều mạng đối địch với Độc Cô Tướng đỉnh một trong thập đại yêu nghiệt cũng phải cứu bọn họ chứ. Tiêu Linh Nhi còn muốn nói gì đó, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, nếu như ngay cả muội muội mình đều không cứu, ca ca như ta còn có ý nghĩa gì. Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi trợn tròn hai mắt, tay bịt miệng, khó nén vẻ mặt chấn kinh. Ca, mắt huynh sao vậy? Tiêu Linh Nhi lo lắng truyền âm nói. Việc này nói rất dài, muội cũng không cần lo lắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, Tiêu Phàm dừng lại cách chỗ Độc Cô Tướng đỉnh 10 trượng, nhìn Độc Cô Tướng đỉnh bình thản nói, ta đứng ở chỗ này, ngươi dùng một ý niệm trong đầu để giết chết ta xem. Giọng nói của Tiêu Phàm không lớn, nhưng lại rất có ý châm chọc, giống như một tiếng sấm quanh quẩn bên tai mọi người. Đám người thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, mọi người đều nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt, có thể đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt, vậy Độc Cô Tướng đỉnh làm thế nào có thể dùng một ý niệm trong đầu để giết chết được hắn đây? Những người lúc đầu cho là Tiêu Phàm chạy trốn rốt cục hiểu rõ, Tiêu Phàm căn bản không phải muốn chạy trốn, mà là đi cứu đám Tiêu Linh Nhi. Trong lòng mọi người chấn động, hắn vừa mới đắc tội với Mộ Dung Minh Nguyệt, bây giờ lại đối địch với Độc Cô Tướng đỉnh, nếu như lấy một chọi hai, quả thực đúng là tự tìm cái chết. Độc Cô Tướng đỉnh, ngươi không phải chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết hắn sao? Còn không động thủ, Mộ Dung Minh Nguyệt lại không kiêng nể gì cả cười lớn. Vừa rồi hắn mất thể diện, bây giờ chỉ ước gì Độc Cô Tướng đỉnh cũng bị như vậy, huống chi. Độc Cô Tướng đỉnh vừa rồi cũng châm chọc hắn. Sắc mặt Độc Cô Tướng đỉnh trở nên âm trầm, hắn vừa rồi đã thi triển công kích linh hồn với Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại không nhúc nhích chút nào. Phải biết, linh hồn của Độc Cô Tướng đỉnh so với chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không giết ta, vậy đến lượt ta giết ngươi. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng bình thản, giống như việc hắn giết người cũng đơn giản như việc hắn ăn cơm vậy. Tùy tiện. Giết ta, ngươi chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ, dựa vào cái gì để giết ta? Độc Cô Tướng đỉnh quát to một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thân là một trong thập đại yêu nghiệt, tu vi lại là chiến thánh cảnh đỉnh phong,
dưới chiến thần cảnh, không nói là vô địch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ bị một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ kêu đánh kêu giết, hắn sao có thể chịu đựng được, đừng nói hắn không tin, cho dù là tất cả mọi người ở đây đều không tin. Bằng vào việc ta mạnh hơn ngươi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lần nữa động, tu la kiếm trong tay phóng ra quang mang đáng sợ, sát ý vô tận hình thành tu la chàng đáng sợ bao phủ Độc Cô Tướng Đình. Người hiểu rõ Tiêu Phàm đều biết, hắn thực sự động sát tâm. Sát ý thật đáng sợ, Độc Cô Tướng Đình cảm nhận được sát khí đáng sợ tản ra từ trên người Tiêu Phàm, toàn thân khẽ run lên. Không thể không nói, thực lực của Độc Cô Tướng Đình phi phàm, chỉ trong chớp mắt liền lấy lại tinh thần, trong quá trình thân thể lui về phía sau, cây quạt trong tay bắt đầu phe phẩy. Gào gào từng đợt tiếng rít gào giận dữ vang lên, giữa trời đất cuốn lên từng đạo vòi rồng to lớn, xé rách không khí, đem Tiêu Phàm vây lại ở trung tâm. Tiêu Phàm không kịp đề phòng, chỉ có thể hóa phòng thủ thành công kích, trong lòng hắn thầm mắng, Độc Cô Tướng Đình không hổ là người của Độc Cô gia tộc, chú tạo thế gia ngàn năm. Cây quạt cầm trong tay chỉ dùng để quạt mát vậy mà không kém gì thần binh. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm lập tức nhìn về phía hồn giới trên ngón tay Độc Cô Tướng Đình, trầm ngâm nói, Độc Cô Tướng Đình dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, hơn nữa còn là người Độc Cô gia tộc, bảo bối trên người chắc chắn nhiều hơn Độc Cô Mạc Trác. Nếu như Độc Cô Tướng Đình biết được chủ ý của Tiêu Phàm, không biết sẽ có ý gì đây. Tiêu Phàm bình tĩnh lại, hắn biết rõ bản thân không thể khinh thường, mặc dù chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường hắn tùy tiện có thể giết, nhưng át chủ bài trên người Độc Cô Tướng Đình chắc chắn không ít. Dù là Độc Cô Tướng Đình chỉ vừa đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong không lâu, chênh lệch một tiểu cảnh giới không phải tùy tiện có thể san lấp được. Tiêu Phàm vẫn luôn ghi nhớ chiến lược chiến thuật của một vị vĩ nhân đời trước, về chiến lược thì phải coi thường kẻ địch, về mặt chiến thuật thì phải coi trọng kẻ địch. Lúc trước dùng từ ngữ để công kích, Tiêu Phàm chỉ là đang chọc giận Độc Cô Tướng Đình mà thôi, cho dù là hắn muốn giết chết Độc Cô Tướng Đình cũng không phải đơn giản như vậy. Hư không tù lung, khốn. Một tiếng quát như sấm vang lên, thân hình Độc Cô Tướng Đình đột nhiên xuất hiện trên đầu phong long, những phong long khác đột nhiên nhanh chóng lại gần, quấn lấy nhau, đem Tiêu Phàm vây ở giữa. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng cực kỳ rung động, từng đầu phong long to lớn uốn lượn trong không trung, hình thành một cái lồng giam to lớn, bên trong lồng giam, truyền đến từng đợt tiếng gầm. Giết, Độc Cô Tướng Đình tiếp tục nói, phong long gào thét càng thêm hung mãnh, không khí truyền đến tiếng vụn vỡ. Đó là âm ba công sát, tu sĩ đứng xa cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động, huống chi là Tiêu Phàm đứng ở trung tâm, âm ba công sát trong một phạm vi nhất định sẽ phóng đại gấp mấy lần. Uy thế này, đừng nói chiến thánh cảnh hậu kỳ bình thường, cho dù cùng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, cũng rất khó cản được. Độc Cô Tướng Đình sử dụng thủ đoạn như vậy, cũng là vì triệt để tức giận, linh hồn công kích không làm gì được ngươi, vậy liền dùng công kích vật lý, ta không tin một chiến thánh cảnh hậu kỳ còn có thể cường đại đến mức nào. Ở trung tâm phong long, quanh thân Tiêu Phàm hiện lên từng đạo hắc sắc quang ảnh, trên quang ảnh vận chuyển vô số hồn văn, thân hình của hắn mở đi. Tựa như đang ở một không gian khác. May mà ta đã lĩnh hội được thiên cơ đồ, bằng không thật đúng là khó mà ngăn cản được âm ba công sát. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ được thiên cơ đồ, đem không gian hồn văn dung hợp trong bất hủ kiếm giới, âm ba công sát mặc dù cường đại, nhưng không thể nào xuyên qua không gian. Chỉ ít, tiếng lọt vào trong lỗ tai Tiêu Phàm đã bị thu nhỏ rất nhiều lần, về phần phong long đang nghiền ép kia. Tiêu Phàm khinh thường, phong long to lớn như vậy, thân hình hắn lại cực kỳ nhỏ bé, hai đầu phong long dường như quấn rất chặt chẽ tạo thành một khe hở cực hẹp, nhưng đối với Tiêu Phàm lại vô cùng to lớn, hắn ở trong đó hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến việc Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, dù hai mắt không nhìn thấy, hắn cũng có thể thông qua hồn lực quan sát sự biến hóa của hồn lực ở xung quanh. Lúc này, Tiêu Phàm kỳ thật vẫn hy vọng mình có thể nhìn thấy, bởi vì phóng thích hồn lực, rất dễ dàng bị công kích của đối phương nghiền nát. Có vài thời điểm, chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, về phương diện kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu Phàm cũng không phải khiếm khuyết. Không hổ là thập đại yêu nghiệt, không thể hiện một chút, có lẽ thật sự phải chịu thiệt thòi. Tiêu Phàm âm thầm thở dài, đáng tiếc hai mắt này của ta đoán chừng ít nhất cũng phải nửa năm mới có khả năng hồi phục như cũ. Vừa dứt lời,
khí thế trên người Tiêu Phàm lại có biến hóa, chân hắn giẫm kiếm bộ, xuyên qua khe hở giữa đám phong long. Đứng trên một đầu phong long, Độc Cô Tướng Đình lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm đang không ngừng chạy trốn trong hư không tù lung, châm chọc nói, một tên xấu xí mà thôi, còn muốn giết ta. Không ngược chết ngươi, ta liền không phải là Độc Cô Tướng Đình. Phải không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau hắn, tiếu dung trên mặt Độc Cô Tướng Đình trong nháy mắt ngừng lại, hắn từ từ quay đầu, không thể tin được nhìn đằng sau. Chỉ là, nghênh đón hắn lại là một trưởng hồn lực to lớn, giống như sét đánh, hung hăng bắn tới. Ba, tiếng vang thanh thúy vang lên, trong miệng Độc Cô Tướng Đình phun ra mấy ngụm máu tươi, cùng theo đó là mấy cái răng, thân thể giống như tia chớp bay ra, hung hăng nện trên mặt đất. Sao có thể, đám người mặt mờ mịt nhìn không chung, trong lòng đột nhiên rung động. Tiêu Phàm không phải bị vây ở trong đám phong long à, sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Ca nắm giữ một kỹ năng phân thân, một đám phong long nho nhỏ sao có thể vây khốn được huynh ấy chứ? Tiêu Linh Nhi cười lên. Nàng đoán không sai, phong long này quả thực không vây khốn được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đã đưa mình vào kiếm giới, cũng giống như là đang ở một không gian khác vậy. Thân ảnh đang hốt hoảng chạy trốn trong sự bao vây của phong long chỉ là linh hồn phân thân của Tiêu Phàm mà thôi, mà bản thể lại đang ẩn tàng trong kiếm giới, trực tiếp đi ngang qua phong long, bất chi bất giác xuất hiện sau lưng Độc Cô Tướng Đình. Nếu như Độc Cô Tướng Đình quan sát cẩn thận một chút, cũng không phải không có khả năng phát hiện, nhưng hắn đánh giá Tiêu Phàm quá thấp, hơn nữa tinh thần đều tập trung trên người linh hồn phân thân của Tiêu Phàm, tất nhiên không phát hiện ra bản thể. À. Ta muốn giết ngươi, Độc Cô Tướng Đình xông ra từ trong đám bụi bặm, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn, chấn động khiến thần hồn đám người run rẩy. Nhìn kỹ, đó là một đầu hỏa long dài chừng 10 trượng, toàn thân hỏa long đang hừng hực hỏa diễm, tạo thành một biển lửa lớn. Quan sát kỹ đầu hỏa long kia sẽ phát hiện, nó lộ ra một loại dữ tợn cùng bá khí, giống như đang quan sát một bầy kiến hôi vậy. Thần phẩm chiến hồn, phần thiên viêm long. Đám người run rẩy, kinh hãi nhìn đầu hỏa long to lớn kia, nhao nhao lui về đằng sau. Cũng khó trách bọn họ khiếp sợ như vậy, phần thiên viêm long, đây chính là chân long, thần thú trong truyền thuyết. Hắn không chỉ có thần phẩm chiến hồn, hơn nữa còn có đủ thuộc tính đặc thù của chiến hồn, cho dù bên trong đám thần phẩm chiến hồn cũng là sự tồn tại đáng sợ. Độc Cô Tướng Đình lơ lửng ở giữa mi tâm thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long, trong mắt lửa giận đan xen. Hắn cao ngạo ngẩng đầu, miệt thị nhìn Tiêu Phàm ở phía dưới. Người trẻ tuổi, bây giờ ngươi đã biết sợ chưa? Đáng tiếc bây giờ đã trễ, dù cho người có quỳ trước mặt ta dập vỡ đầu, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Độc Cô Tướng Đình lạnh giọng nói, ánh mắt kia như đang nhìn một con giun con dế. Hắn đường đường là một trong thập đại yêu nghiệt, bị Tiêu Phàm đánh lén thành công thì thôi đi, lại còn ăn một trường, cơn tức giận này chỉ có thể dùng tính mệnh của Tiêu Phàm hả giận. Một cái thần phẩm chiến hồn mà thôi, thực sự không hiểu nổi ngươi có gì để cao ngạo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau hắn đột nhiên cũng hiện ra một đầu hồn thú hung mãnh, nó tản ra long uy đáng sợ, thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử, cuồn cuộn uy áp phóng lên tận trời. Thần phẩm chiến hồn, long ngao, đám người chấn kinh. Rất nhiều người thậm chí đã chết lặng. Nhìn thấy một đầu thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long cũng liền thôi đi, lại nhìn thấy thần phẩm chiến hồn long ngao trong truyền thuyết, chẳng lẽ thần phẩm chiến hồn đã tầm thường như vậy sao? Một lúc lâu sau, đám người mới khôi phục lại tinh thần, có một số người hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm, trong lòng không còn gì để nói. Một cái thần phẩm chiến hồn mà thôi, cũng chỉ có những người có thần phẩm chiến hồn mới dám dùng loại ngữ khí như vậy nói chuyện. Sắc mặt Độc Cô Tướng Đình đột nhiên trầm xuống, nắm giữ thần phẩm chiến hồn, đây vẫn luôn là thứ khiến hắn kiêu ngạo, cũng là chỗ dựa để hắn có thể trở thành một trong thập đại yêu nghiệt. Nhưng mà hiện tại chỗ dựa này của hắn trước mặt đối phương có lẽ căn bản không tính là gì, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn vậy mà cũng có thần phẩm chiến hồn. Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, hắn rốt cuộc là ai? Thiên tài chân chính không thể nào không có chút tiếng tăm nào. Mặc cho Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ ra được Tiêu Phàm là ai. Nếu như nhìn thấy hình dạng ban đầu của Tiêu Phàm, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, nhưng dung mạo bây giờ của Tiêu Phàm quá bình thường,
hơn nữa đến khí tức hồn lực cũng thay đổi, hắn sao có thể nhận ra chứ? Không chỉ Mộ Dung Minh Nguyệt, cho dù là Tiêu Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không nhận ra thân phận của Tiêu Phàm. Lúc này, ở chỗ người Sở gia, Dịch Bằng đột nhiên giật mình, nhìn bóng lưng Tiêu Phàm nói, tại sao ta cảm giác hắn rất giống một người? Giống ai? Sở Nguyệt không chút do dự hỏi. Bóng lưng của hắn rất giống thiếu chủ, chỉ là chiều cao có chút khác biệt. Dịch Bằng cau mày, cực kỳ buồn bực. Sao có thể, Kiếm Hồng Trần căn bản không hề đi vào Lâu Lan cổ địa. Sở Nguyệt trước tiên phủ định nói. Tiêu Linh Nhi vô cùng kinh ngạc trước sự phán đoán của Dịch Bằng, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của Tiêu Phàm. Nếu như người chiến thần điện biết Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng tất cả sẽ xông lên liều mạng. Tiêu Phàm mặc dù mạnh, nhưng muốn sống sót dưới sự công kích của nhiều người như vậy cũng hết sức khó khăn. Còn có át chủ bài gì đều mang ra hết đi, nếu ngươi không giết chết được ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên lần nữa. Từ khi Độc Cô Tướng Đình xuất thủ với đám Tiêu Linh Nhi, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn chính là một người đã chết, dù bây giờ không giết chết được hắn, về sau cũng định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Độc Cô Tướng Đình cũng hận Tiêu Phàm, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm. Giết, Độc Cô Tướng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, giống như ma thần nổi giận, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhưng mà trong nháy mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, xung quanh hỏa diễm ngập trời. Quạt trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm, kiếm khí xé rách hư không lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Giết, Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một chữ. Tu La kiếm tách ra thành vô số kiếm chém tới, dường như muốn xuyên thủ cả bầu trời, kiếm khí đập xuống va chạm với kiếm khí của Độc Cô Tướng Đình. Long uy cuồn cuộn rung động trong không khí, đạt tới cảnh giới bây giờ, chiến hồn của hai người cũng đã giống như thực thể, thực lực kinh người, hơn nữa đều ẩn chứa chân long chi uy. Bao phủ quanh thân Tiêu Phàm là một tầng kim sắc hỏa diễm, đối mặt với chiến hồn phần thiên viêm long của đối phương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao phần thiên viêm long không chỉ là chân long chiến hồn, hơn nữa còn là chiến hồn hỏa thuộc tính. Đương nhiên, về phần hỏa diễm, Tiêu Phàm đã nắm giữ vô tận chi hỏa thật sự không sợ gì cả. Chỉ là chênh lệch một tiểu cảnh giới, không phải muốn là có thể bù đắp. Dù sao, hai người đều là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, cùng cảnh giới chênh lệch so với người bình thường ít hơn rất nhiều, lúc này một tiểu cảnh giới liền trở nên cực kỳ quan trọng. Phần thiên viêm long cùng long ngao chiến hồn va chạm kịch liệt trong khô khí, gió lớn quét sạch tứ phương, lấy hai người làm trung tâm, hồn lực chấn động từng đợt một, đến không khí cũng bị cắt nát. Phế tích trên mặt đất bị hủy lần nữa, bụi bặm đầy trời, đám người đã không còn nhìn rõ chân dung hai người. Keng, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đốm lửa trong không khí bắn tứ tung, tiếng va chạm bén nhọn vô cùng chói tai. Màng nhĩ của tu sĩ đứng cách đó khá gần chảy ra máu tươi. Rất nhiều người không chịu được cỗ uy áp này, nhao nhao bỏ chạy ra đằng sau, bọn họ chỉ thấy hai thân ảnh va chạm kịch liệt trên không trung, căn bản không nhìn rõ thân hình bọn họ. Trong vòng nháy mắt, hai người không biết đã giao phong bao nhiêu lần, giống như chớp giật đâm vào nhau, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Tên mù, cho dù thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, nhưng tu vi của ngươi chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, ta đã bước qua giai đoạn đó, ta càng hiểu rõ hơn cái gì gọi là chênh lệch cảnh giới. Độc Cô Tướng Đình tùy tiện cười lớn. Cùng Tiêu Phàm giao phong lâu như vậy, hắn phát hiện bản thân vẫn còn có một thứ có thể áp Tiêu Phàm, điều này sao có thể khiến hắn không vui vẻ được chứ? Không đúng, trên người tên gia hỏa căn bản không xuất ra bất cứ thiên địa chi ý gì cả, sát khí vừa rồi đã không còn nữa. Nếu như nói bây giờ còn có ai thấy rõ ràng giao phong giữa Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đình, vậy cũng chỉ có Mộ Dung Minh Nguyệt. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói, hắn không phải không dùng toàn lực chiến đấu với Độc Cô Tướng Đình đấy chứ. Nếu quả thật là như vậy, cái tên mù này chẳng phải coi Độc Cô Tướng Đình là đá mài đao hay sao? Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Minh Nguyệt có chút may mắn, giờ phút này người chiến đấu với Tiêu Phàm không phải là hắn. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, căn bản lười nhiều lời với hắn, Tu La kiếm thỉnh thoảng vũ động, ngăn cản từng đường kiếm của Độc Cô Tướng Đình, nhưng mà so với trước, Tiêu Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ, bây giờ lại chuyển từ phòng thủ thành công kích. Độc Cô Tướng Đình thỉnh thoảng mở miệng chào phúng Tiêu Phàm vài câu,
nhưng mà thời gian càng dài, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Thế công của Tiêu Phàm càng ngày càng lăng lệ, căn bản không giống thực lực của một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ. Viêm Long Trừ Hải, Độc Cô Tướng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, phần thiên Viêm Long đột nhiên mở cái miệng rộng ra, phun ra từng đợt nham thạch nóng bỏng, răng đầy trong không trung, đây là một trong những con át chủ bài quan trọng của hắn. Vốn cho là nhẹ nhõm liền có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng đến hiện tại, hắn cảm giác áp lực càng ngày càng nhiều, nếu như không sử dụng át chủ bài, hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Bây giờ mới liều có phải quá muộn rồi không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sát khí băng lãnh bỗng nhiên trào ra, đưa tay vung lên, kiếm khí đầy trời trào ra từ trên người hắn. Trong không trung, một bông kiếm liên nở rộ, cực kỳ chói mắt, sáng chói. Nhất kiếm sinh liên, đám người kinh hãi nhìn không trung, ngắm nhìn đóa hoa kiếm liên màu trắng kia, kiếm liên tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nham tương đầy trời toàn bộ dừng lại, sau đó bắn về hướng ngược lại. Nhất kiếm sinh liên, làm sao có thể? Độc Cô Tướng Đình hít một hơi lạnh, đây không phải năng lực trong truyền thuyết chỉ có tuyệt thế kiếm thần mới có thể lĩnh ngộ sao? Một chiến thánh cảnh như Tiêu Phàm làm sao có thể lĩnh ngộ được chứ? Nhưng mà đây chính là sự thật, đừng nói Độc Cô Tướng Đình hắn không tin, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không tin, rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cũng không thể tin được. Bách Hoa Sát, lúc Độc Cô Tướng Đình còn đang thất thần, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể giống như ánh sáng bắn ra. Những nham tương kia đều bị kiếm khí chôn vùi. Đối với thiên tài đã đạt cảnh giới này, cho dù là trong nháy mắt, cũng đủ để chí mạng. Lúc Độc Cô Tướng Đình lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở trước người hắn. Sắc mặt của Độc Cô Tướng Đình trong nháy mắt trắng bệch, nhưng mà hắn không dám nhúc nhích, còn có một thanh trường kiếm sắc bén đang kề trên cổ hắn, chỉ cần hơi động, liền có thể cắt lấy đầu hắn. Ngươi càng hiểu cảnh giới hơn ta. Một giọng nói đạm mạc vang lên, quanh quẩn tại trong không trung. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đình thiếu chút nữa thổ huyết, lời này không phải là do bản thân vừa mới nói ra sao, mới qua không bao lâu, đối phương liền nguyên vẹn trả cho mình. Không hề nghi ngờ, những lời này là sự châm chọc to lớn đối với Độc Cô Tướng Đình, hắn đường đường là một chiến thánh cảnh đỉnh phong lại bại bởi một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại còn nói bản thân càng hiểu cảnh giới hơn. Đây chẳng phải tự vả mặt mình sao? Khuôn mặt Độc Cô Tướng Đình đỏ bừng, quả thực không thốt ra nổi một câu, gân xanh trên trán giật giật như có sâu bọ bên trong, có thể nhận ra hắn đang vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám thở mạnh một cái, thời gian giống như đứng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắc y nhân, bóng lưng hắn không phải quá cao lớn, nhưng giờ phút này lại trở nên cao vô cùng. Phóng nhãn nhìn những người cùng thế hệ, còn có ai có thể gác kiếm trên cổ Độc Cô Tướng Đình? Nếu như là trước kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà hiện tại, bọn họ lại tận mắt thấy, hơn nữa còn là một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ làm ra. Đồng thời, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được, thập đại yêu nghiệt cũng không phải là không thể chiến thắng, tu luyện mãi mãi không bao giờ kết thúc, trong những người cùng giai, ai dám nói mình là đệ nhất chứ? Hồi lâu, Độc Cô Tướng Đình rốt cục nói ra một câu, người muốn thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng cười tà, Độc Cô Tướng Đình thấy thế, không khỏi lạnh run. Đám người kinh ngạc vô cùng, cái tên mù này còn là một tên điên à, đến Độc Cô Tướng Đình cũng dám giết. Nếu như Độc Cô Tướng Đình chết ở chỗ này, đoán chừng toàn bộ Độc Cô gia tộc đều sẽ điên cuồng, toàn bộ chiến hồn đại lục, sẽ không có chỗ để cho Tiêu Phàm sống yên ổn. Độc Cô Tướng Đình là người thừa kế duy nhất vị trí gia chủ của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Mạc Trác sao có thể so sánh. Độc Cô Mạc Trác chết thì chết, Độc Cô gia tộc nhiều nhất chỉ ghi hận Sở gia cùng Kiếm Hồng Trần mà thôi, nhưng Độc Cô Tướng Đình mà chết, đoán chừng rất nhiều người ở nơi này cũng sẽ gặp xui xẻo. Ta đồng ý dùng tài nguyên để chuộc lại mạng ta. Độc Cô Tướng Đình khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Tiêu Phàm ngược lại hơi ngoài ý muốn nhìn Độc Cô Tướng Đình, loại tình huống này hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là trước kia thì nhất định sẽ uy hiếp hắn. Cái gì mà có gan ngươi thì giết ta, cái gì mà ngươi nếu dám giết ta, gia tộc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời như vậy, Tiêu Phàm cũng đã nghe nhiều rồi, mà lời nói của Độc Cô Tướng Đình lại khiến Tiêu Phàm đánh giá cao hắn. 20 ức cực phẩm hồn thạch, đổi mệnh của ta.
Độc Cô Tướng Đỉnh thấy Tiêu Phàm không động thủ giết hắn, cũng biết rõ Tiêu Phàm xem như ngầm thừa nhận. 20 ức cực phẩm hồn thạch, rất nhiều người hít sâu một hơi, số lượng khổng lồ như vậy, đừng nói một người, cho dù là đại gia tộc cũng không bỏ ra nổi. Rất nhiều người thầm than, không hổ là cổ tộc thiên tài, một trong thập đại yêu nghiệt. Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, lúc trước bốn người Độc Cô Mạc Trác cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thu thập được 20 ức cực phẩm hồn thạch, mà Độc Cô Tướng Đỉnh lại một lời nói liền nói luôn 20 ức, đây chính là chênh lệch. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, nếu ta giết ngươi, tất cả những thứ trên người ngươi đều là của ta, ta tin tưởng, hồn giới trong tay ngươi không phải chỉ có giá trị như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt Độc Cô Tướng Đỉnh trở nên khó coi. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, chẳng lẽ thật sự giết Độc Cô Tướng Đỉnh sao? Cũng không phải Tiêu Phàm hắn không dám, nhưng mà hắn trước mặt nhiều người như vậy ra mặt cho Tiêu Linh Nhi. Nếu như Độc Cô Tướng Đỉnh chết, Độc Cô gia tộc không tìm thấy Tiêu Phàm hắn, nhất định sẽ tìm Tiêu Linh Nhi gây phiền phức. Cho nên, Tiêu Phàm cho dù muốn giết Độc Cô Tướng Đỉnh, cũng sẽ không giết trước mặt nhiều người như vậy. Giết hắn không bằng đổi lấy thứ gì đó tốt từ chỗ hắn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền thả ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Điều kiện gì, nếu như phạm vào lợi ích của Độc Cô gia tộc, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ giết ta đi. Độc Cô Tướng Đỉnh hít sâu một cái nói, cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn. Nể mặt ngươi cũng ra dáng đàn ông, nếu như ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ cho ngươi chết toàn thây. Trong giọng nói của Tiêu Phàm đều là vẻ tán thưởng. Qua nhiều năm như vậy, người chết dưới kiếm của hắn không ít, nhưng người đáng để Tiêu Phàm hắn nhớ kỹ lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Độc Cô Tướng Đỉnh chết, nên tính là một cái trong đó. Người yên tâm, ba điều kiện của ta sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của Độc Cô gia tộc. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục nói, điều kiện thứ nhất, tất cả những thứ trên người ngươi thuộc về ta, nếu như ta giết ngươi. Những thứ này cũng thuộc về ta, cái này cũng không tính là xâm phạm lợi ích của Độc Cô gia tộc. Được, ta đồng ý. Độc Cô Tướng Đỉnh cắn răng nói, điều kiện này hắn quả thực không có lý do cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trực tiếp giết hắn, người khác có lẽ không dám giết hắn, nhưng từ trên người Tiêu Phàm, hắn cảm nhận được một loại hờ hững, cho nên ngay từ đầu hắn không uy hiếp Tiêu Phàm. Vừa dứt lời. Độc Cô Tướng Đỉnh lấy xuống hồn giới trên tay, rất sảng khoái ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới, hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, ta muốn một khối thiên âm thạch ba thước vuông. Việc liên quan đến thiên âm thạch, Tiêu Phàm cũng đã biết được từ chỗ Lâu Ngạo Thiên, Độc Cô gia tộc có khả năng đang nắm giữ thứ này, trước mắt Độc Cô Tướng Đỉnh chính là người thừa kế vị trí gia chủ của Độc Cô gia tộc, đòi ở chỗ hắn tất nhiên không sai. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt Độc Cô Tướng Đỉnh lộ ra vẻ cổ quái, vô cùng tức giận nói, hồn giới ta đã cho ngươi, ta bây giờ tìm thiên âm thạch ở chỗ nào. Tiêu Phàm nghe vậy, hồn lực trong nháy mắt đảo qua hồn giới trong tay, một lúc sau, Tiêu Phàm phát hiện một khối đá màu trắng bên trong hồn giới, đá màu trắng toàn thân như ngọc, tản ra quang trạch nhàn nhạt, trừ thiên âm thạch ra, còn có thể là cái gì đây? Trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì khối thiên âm thạch kia, vừa vặn khoảng 3 thước vuông, khó trách Độc Cô Tướng Đỉnh tức giận như vậy. Nguyên bản Tiêu Phàm còn dự định tự mình đi Độc Cô gia tộc ở Bắc Vực một chuyến, nhưng mà hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không cần thiết, khối thiên âm thạch này đã đủ phát triển Tu La Điện. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Độc Cô Tướng Đỉnh này nhất định chính là phúc tinh của mình. Tiêu Phàm trong lòng cười thầm nói, ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ho khan mấy tiếng nói thôi. Ai kêu ta nhân từ như vậy đây, điều kiện này cũng coi như ngươi hoàn thành. Nghe nói như thế, không ít người xem thường nhìn Tiêu Phàm, đoạt hồn giới của người ta, còn chuẩn bị giết người ta, cái này chẳng lẽ còn là nhân từ sao? Tiêu Linh Nhi thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ca một chiêu này không tệ, mặc dù không thể báo thù cho những người đã chết, nhưng chắc chắn khiến cho Độc Cô Tướng Đỉnh càng khó chịu hơn so với việc giết hắn. Trong mắt Độc Cô Tướng Đỉnh lóe lên vẻ lo lắng, trong lòng hắn đang suy nghĩ, Tiêu Phàm chỉ là một tên mù mà thôi, lấy thiên âm thạch làm cái gì? Điều kiện thứ ba, ta tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng sẽ không nguy hại đến lợi ích của Độc Cô gia tộc ngươi, ngươi chỉ cần thề với trời, ta liền có thể thả ngươi.
giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Độc Cô Tướng Đình cổ quái nhìn Tiêu Phàm, tu giả vốn là nghịch thiên tu hành, ai sẽ tin tưởng cái gì mà lời thề chứ? Hắn gần như không chút do dự hướng lên trời thề, ta Độc Cô Tướng Đình thề với trời, chỉ cần. Đột nhiên, Độc Cô Tướng Đình ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà không biết tên của Tiêu Phàm, mình bị một người vô danh đánh bại. Gọi ta là Kiếm Hạt Tử là được. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tùy nói ra một cái tên. Kỳ thật hắn cũng không tin cái gì mà lời thề, nhưng mà bây giờ cũng không có việc gì để cho Độc Cô Tướng Đình làm. Ta Độc Cô Tướng Đình thề với trời, chỉ cần Kiếm Hạt Tử đưa ra điều kiện không ảnh hưởng tới lợi ích của Độc Cô gia tộc, ta nhất định sẽ hoàn thành điều kiện thứ ba của hắn, bằng không trời tru đất diệt, tu vi vĩnh thế không thể tăng lên. Độc Cô Tướng Đình lần nữa quát. Bụp, vừa nói xong, áo bào của Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên nổ tung, bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, cơ hồ chỉ lưu lại một cái quần lót, Độc Cô Tướng Đình thiếu chút nữa thì tức điên. Lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên cách đó 10 trượng, ta sợ ngươi vi phạm lời thề, dùng ký ức thủy tinh lưu lại một chút kỷ niệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.